Cô gái có quả đầu nấm này tên là Tiểu Hy, đang là học sinh cấp 3, học lực bình thường, công việc yêu thích của cô chính là vẽ tranh. Tiểu Hy năm nay 16 tuổi, thấy mình cũng sắp đủ trưởng thành nên Tiểu Hy gửi gắm tình cảm vào cậu bạn hàng xóm có tên Giang Thần học cùng lớp. Cô thích Giang Thần đã rất lâu rồi nên sáng nào Tiểu Hy cũng đợi Giang Thần cùng đi học, nhưng lần nào cậu cũng từ chối. Mặc dù Giang Thần bề ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần, cơ mặt không được dễ chịu lắm, nhưng Tiểu Hy vẫn rất vui vẻ theo đuổi cậu. Vào một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, cả lớp cùng lao động dưới sân trường, Tiểu Hy thấy Giang Thần đang quét sân một mình một góc liền ra bắt chuyện. Năm nay cô và cậu lại được học cùng lớp với nhau, đang nói chuyện điểm số cuối năm, bỗng Tiểu Hy nhìn ngó xung quanh rồi đi gần lại hơn Giang Thần tỏ tình. Mặc dù bị từ chối nhưng cô vẫn rất vui vẻ chạy đi và hứa sẽ tìm cách khác. Tối đến, Tiểu Hy lên mạng xem cách nào có thể chiếm được tình cảm của Giang Thần thì trên mạng nói phải học giỏi, với sức học của cô thì điều đó không khác gì cực hình. Sáng hôm sau, lớp trưởng chuẩn bị thu bài tập về nhà thì Tiểu Hy giật vội bài của cậu bạn học kém ngang ngửa mình chép vào. Đến cô bạn lớp trưởng còn phải ngán ngẩm, thấy Giang Thần bước vào lớp, Tiểu Hy liền lớn giọng nói bài hôm nay thật đơn giản, cô đã làm xong từ lâu rồi. Đến giờ giải lao, Giang Thần ra cây lấy nước. Tiểu Hy đang đứng cùng cô bạn đã ăn hết 5 cái bánh bao, bỗng thấy cậu liền khoác lác nói to bài trắc nghiệm khá đơn giản, chỉ có bài tự luận đề hơi khó. Nó nói về theo đuổi ước mơ nhưng cô vẫn viết được hơn 1.000 chữ. Giang Thần lạnh lùng nói đề bài là công thần công chính, không phải theo đuổi ước mơ. Tiểu Hy ngây người ra mất mặt, thật sự điều này mà cô cũng không biết sao. Vào lớp, cô giáo đập mạnh bài làm của Tiểu Hy xuống và lớn giọng trách mắng đến thi tiếng Anh mà cô còn lạc đề được hay sao. Nói rồi cô giáo đọc to xếp hạng của Tiểu Hy lên rớt tận 75 hạng, chỉ cần thi thêm 2 lần nữa là cô đứng hạng chót của trường. Nói rồi cô giáo quay sang khen Giang Thần học giỏi, được tuyển thẳng vào đây, đã vậy thi cử lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Tiểu Hy nói cô sẽ cố gắng học hỏi Giang Thần, giờ ra chơi cũng đến. Cô bạn lớp trưởng Lý Lý chạy ra hỏi bài Giang Thần, khiến cho Tiểu Hy thấy xấu hổ về mình. Học rốt xong lại mặt to như cô thì làm sao chiếm được cảm tình với Giang Thần đây. Tiểu Hy lững thững bước ra ngoài, đến tối về nhà Tiểu Hy vẫn không ngừng tìm kiếm cách để gây ấn tượng với Giang Thần. Sáng hôm sau, Tiểu Hy cầm túi bánh bao đợi cờ rút của mình xuất, rồi cô nhanh chân chạy đến đưa bánh bao cho Giang Thần. Lần này cũng như bao lần khác, cậu lại từ chối cô. Ngày đầu tiên thất bại thì ngày thứ hai Tiểu Hy mang giò cháo quẩy đợi Giang Thần. Cô đứng tập luyện lời thoại tự nói một mình, để tí gặp Giang Thần chỉ việc sổ ra thôi. Cứ đứng nói mãi mà không thấy cậu ra, sắp muộn học đến nơi rồi. Vậy à, Tiểu Hy không chờ nữa, cô phóng xe đạp đến thì cổng trường đã đóng cửa. Tháng này cô đi học có 5 lần thôi. Sáng hôm sau, Tiểu Hy đến hiệu sách mua quyển bách khoa toàn thư về tình yêu. Ngồi ăn cơm cô cũng đọc cuốn sách đó. Lục Dương, bạn thân của Tiểu Hy, đến khoe khoang cậu ta còn có thư tình nhiều hơn cuốn sách này. Tiểu Hy liền nói cậu chia sẻ bức thư đó với cô đi. Lục Dương đồng ý dạy Tiểu Hy viết thư tình, cậu mang đến trước mặt Tiểu Hy rất nhiều lá thư. Hóa ra những bức thư này Lục Dương viết để gửi đi chứ không phải cậu được các cô gái khác tặng. Nhưng không sao, ít ra Lục Dương cũng có kinh nghiệm hơn Tiểu Hy. Cậu bắt đầu đọc và cô bắt đầu viết. Tan học, Tiểu Hy đạp xe về cùng Giang Thần. Cô nói hôm nay mình đã làm một bài thơ, cậu có muốn nghe không? Nói rồi Tiểu Hy liền đọc, nhưng chưa nổi hai câu thơ Giang Thần đã cắt ngang và nói nếu có thời gian thì cô nên làm đề thi đi. Vậy là Tiểu Hy lại tỏ tình thất bại tiếp rồi ư? Sáng hôm sau tại trường học, Tiểu Hy đang đọc lời thoại một mình. Giọng của cô thu hút Ngô Bách Tùng. Cậu là học sinh mới chuyển trường đến đây. Bách Tùng đến hỏi Tiểu Hy đang làm gì khiến cho cô giật mình. Cậu nói trường thì bé mà giọng cô thì to. Bách Tùng hỏi Tiểu Hy là đại ca, là xã hội đen ở trường này à? Cô cũng gật đầu. Nói rồi Tiểu Hy vỗ vai Bách Tùng bảo đừng có gây sự với cô. Trong giờ học, Tiểu Hy đang viết thư tình thì bị gọi lên bảng. Cô viết từ mới tiếng Anh thì Bách Tùng đúng lúc đi đến nhận lớp. Cậu đi nhập học muộn nên cô giáo lôi cậu lên luôn. Hai người đứng đó không viết nổi một từ nên cô giáo liền bảo đi xuống. Bách Tùng được chỉ định ngồi dưới Tiểu Hy nên cậu rất vui. Đến giờ học tự do, Tiểu Hy trốn vào lớp lấy ra một tập thư viết cho Giang Thần. Đúng lúc cậu đi vào, cô hốt hoảng nhét vội một lá vào cặp cậu. Vào tiết học, Giang Thần sờ thấy lá thư của Tiểu Hy, cậu dở ra đọc thì cũng không hiểu cô viết cái gì. Đến giờ ra chơi, Tiểu Hy đến khối 12 đưa hộ thư cho cờ rút của Lục Dương. Ai ngờ lá thư bị người khác giật lấy rồi lôi ra đọc cho tất cả mọi người nghe. Cô cãi nhau với đám người họ không lại, đúng lúc có Bách Tùng đến. Cậu ghi cổ tên kia để cô đến lấy lại lá thư. Đám người họ cãi cọ một lúc rồi Giang Thần đến thông báo thầy quản sinh đến nên đám đông giải tán. Vào lớp, cô chủ nhiệm tức giận la lớn hỏi những người có liên quan đến vụ gây rối kia. Chưa kịp biết là ai thì thầy quản sinh cũng đến. Thầy đi lại gần Tiểu Hy hỏi cô là đồng lõa phải không? Thầy nói Tiểu Hy đem hết ra đây, cô giật mình đưa cho thầy. Lướt nhìn qua đống thư tình thấy có lá thư của cô viết cho Giang Thần ở đó. Hóa ra Tiểu Hy đã đưa nhầm cho Giang Thần. Thầy mở tùng lá thư ra đọc khiến Tiểu Hy sợ hãi. Đến lá thư của cô thì Bách Tùng đứng lên nói thầy không được đọc vì đó là quyền riêng tư. Giang Thần thấy vậy cũng nói nội quy y trường cũng không làm vậy. Tĩnh Hiểu cũng đứng lên bảo thầy đừng làm vậy nữa. Vậy là 5 người bị nhấc lên phòng hội đồng uống nước chè viết bản kiểm điểm. Sáng hôm sau mấy cô bạn đi học fan với idol Tiểu Hy cũng đến. Tĩnh Hiểu không may làm hỏng ban.
nơ nên Tiểu Hy đã trổ tài vẽ của mình ra để vẽ lại hình của thần tượng khiến ai cũng trầm trồ. Lúc về Tĩnh Hiểu cũng cảm ơn cô vì đã giải vây giúp mình. Sáng hôm sau chuông báo thức reo lên, Tiểu Hy mở cửa bước ra thấy Giang Thần đang đợi mình. Cậu quay ra gương mặt như tia nắng mai ban long lanh soi chiếu vào tim cô, hai người cùng vui vẻ đến trường. Tại trường học trong lớp Tiểu Hy đang học môn văn. Cô ngắm nhìn Giang Thần rồi lôi điện thoại ra định nhắn tin cho cậu vài câu nhưng bị thầy giáo gọi đứng lên trả bài. Câu trả lời ngớ ngẩn của Tiểu Hy khiến cả lớp phì cười. Giờ ra chơi Tiểu Hy nói với Tĩnh Hiểu hôm nay Giang Thần rất lạ, cậu ấy cả ngày hôm nay không nói gì. Tĩnh Hiểu thấy có bao giờ Giang Thần nói quá ba câu đâu. Đến bữa cơm năm người ngồi ăn chung với nhau, Lục Dương rủ Bách Tùng và Giang Thần đi chơi net nhưng cả Giang Thần và Bách Tùng đều từ chối. Lục Dương cố chấp rủ Bách Tùng và Giang Thần đi bằng được vì hôm nay cậu ấy tổ chức hôn lễ, xem hôn lễ thì tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ. Nói rồi ba người cùng lôi nhau đi, Tiểu Hy thấy vậy cũng kéo Tĩnh Hiểu đi xem. Đến quán net hóa ra người mà Lục Dương kết hôn là game ảo. Tĩnh Hiểu ghé xuống xem, đúng lúc Lục Dương ngước mắt lên nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy cậu liền động lòng. Chưa chơi được bao lâu thì bị thầy quản sinh vào ngó khiến cả đám chạy toán loạn. Tiểu Hy và Lục Dương còn vất cả xe ở quán net để về. Về nhà mẹ Tiểu Hy tức giận khi con gái làm mất xe đạp. Cô nói dối cần mua để luyện thi nên vào hiệu sách, sau đó ra ngoài không thấy xe đạp đâu. Mẹ Tiểu Hy nói mất rồi thì mua cái khác. Tiểu Hy nói hai ngày nữa là ngày giỗ của Giang Thần rồi có cần phải mua gì qua đó không, vì cờ rút cô chắc chắn không biết phải mua gì. Bố cô nghe thấy như thế cũng có lý liền rút tiền ra đưa cô và bảo Tiểu Hy đi mua gì đó. Sáng hôm sau Tiểu Hy vui vẻ nghĩ hôm nay cô sẽ được đi cùng Giang Thần nhưng nhìn ngó xung quanh không thấy xe của cậu đâu. Chạy bộ được một đoạn cô gặp Bách Tùng, cậu đạp xe đến chở cô đi học. Đến trường Tĩnh Hiểu chạy ra đón Tiểu Hy. Tĩnh Hiểu hỏi Tiểu Hy là sờ mốt đến đâu rồi. Thì cô vẫn bình thường xóa bài cũ treo bài hot lên. Đang nói chuyện có hai cô gái đến hỏi Tiểu Hy có thể treo bài hot cho cô ấy lên được không. Tiểu Hy đồng ý rồi hai cô bạn đó tặng quà cho cô. Nhận được quà ta nói nó vui gì đâu. Tiếng chuông reo vào lớp trong tiết văn, thầy giáo muốn Giang Thần đọc bài văn của mình viết về người bố cho cả lớp nghe, cậu đã từ chối. Lúc này Tiểu Hy hăng hái xung phong muốn đọc bài viết đó của Giang Thần. Tiểu Hy bắt đầu đọc bài văn, những ký ức mà Giang Thần viết về bố cậu rất mơ hồ. Chuyện sâu đậm nhất là năm Giang Thần 7 tuổi không may làm em trai ngã và ông đã chạy đến đẩy cậu sang một bên để dỗ dành em trai cậu. Giang Thần đã bỏ đi ngồi bên bờ sông vừa khóc vừa đợi bố đến tìm mình, đợi mãi đến tối ông mới xuất hiện đưa cậu đi ăn bát mì. Có lẽ đây là thời khắc hiếm hoi mà Giang Thần nhớ về bố mình. Đọc bài của cậu xong, Tiểu Hy và cả lớp trầm ngâm im lặng vì bài viết rất cảm động. Tan học Tiểu Hy mời Giang Thần về nhà cô ăn cơm. Cậu từ chối rồi đưa cho cô chìa khóa xe đạp rồi một mình đi đến quán mì năm xưa hai bố con cậu cùng ăn. Chuyển cảnh Tiểu Hy cùng Tĩnh Hiểu đi vào trong siêu thị mua đồ. Tiểu Hy muốn mua đồ gì đó có ích một chút vì cô muốn lấy lòng mẹ Giang Thần. Tĩnh Hiểu chê cô nghĩ quá xa những trong đầu Tiểu Hy đã tính đến chuyện kết hôn và về ở chung với mẹ Giang Thần rồi. Tiểu Hy nói thích một người là chỉ nhìn thấy người ấy, cảnh vật xung quanh bị lu mờ. Tĩnh Hiểu nghe xong sao giống hào quang của Phật quá. Tiểu Hy tiếp tục mơ mộng về cờ rút của mình. Ra đến cửa siêu thị, Tiểu Hy chợt nhớ ra đến giờ gửi tin nhắn cho câu lạc bộ thần tượng của cô rồi, nhưng cô nhận về tin nhắn khá buồn vì Thờ Di sẽ thay đổi người làm sờ mốc. Tiểu Hy đang đứng đợi Giang Thần thì hai cô gái hôm qua tặng quà đến nhắc cô treo bài của mình lên. Cô thành thật nói với hai cô bạn rằng mình đã bị đuổi. Hai cô bạn đang tính làm căng lên với Tiểu Hy thì có Bách Tùng đến giải cứu cô. Đến cuộc thi bơi của Bách Tùng, Tiểu Hy vẽ tặng cậu tấm banner cổ vũ rất đẹp nhưng rất đáng buồn, lần này cậu chỉ về nhì. Phóng viên đến phỏng vấn Bách Tùng, cậu không biết nói gì thì tiếng Tiểu Hy hét to cổ vũ làm cho cậu lấy lại tinh thần. Bách Tùng mời cô đi ăn, đến quán ăn cô liên tục nói mấy câu tích cực khiến Bách Tùng cảm thấy vui vẻ hẳn. Bách Tùng xin tấm bảng mà Tiểu Hy đã vẽ cổ vũ cậu mặc dù cô đã viết sai tên, cậu còn tặng Tiểu Hy tấm huy chương mà mình mới giành được. Tiểu Hy mang đến những đồ cô đã mua cho mẹ Giang Thần. Cô đâu biết rằng mẹ cậu đã nhắn cho cậu bà ấy không về, nhìn đống đồ Tiểu Hy mua Giang Thần từ chối nhận và bảo cô đem về. Tiểu Hy bực tức tại sao Giang Thần chưa chuẩn bị thì không dùng đồ cô mua. Có phải cậu cảm thấy cô phiền không? Cô đứng đó nói thêm một hồi, Giang Thần gập quyển sách lại rồi đẩy Tiểu Hy ra khỏi nhà. Tối đến, Giang Thần ngồi suy tư nhìn về bức ảnh gia đình ba người, cậu cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ốm tự đi mua thuốc rồi tự khỏi, Tiểu Hy sang đưa cho Giang Thần giấy thông báo của công ty vận chuyển. Cô thấy cậu nằm trên ghế liền lấy chăn đắp cho cậu. Tiểu Hy còn sợ Giang Thần lại lấy thêm cả áo quần quấn quanh người, thò mỗi khuôn mặt đẹp trai của cậu ra để cô ngắm thôi. Tiểu Hy nhẹ nhàng đi về, Giang Thần cũng tỉnh lại. Cậu cũng đến quán ăn quen thuộc gọi suất mì giống như năm xưa. Giang Thần gửi tin nhắn cho mẹ dặn mẹ chăm sóc tốt cho Giang Nhuệ là em trai cậu. Sáng hôm nay cũng như sáng mọi khi, chỉ khác là Giang Thần đứng đợi Tiểu Hy và chờ cô đi học. Cô vui vẻ ngồi sau xe, cậu cảm nhận niềm vui sướng hiếm hoi này. Tại lớp học, cô bạn lớp trưởng cũ chuyển trường đến Bắc Kinh học. Vị trí lớp trưởng cô giáo tin tưởng giao cho Giang Thần, nhưng cậu từ chối. Cũng đúng, một người trầm lặng như cậu không thích hợp để làm cương vị này.
Giang Thần vừa từ chối mấy chục bạn trong lớp giơ tay muốn nhận làm, Tiểu Hy không hiểu tại sao mọi người lại thích làm lớp trưởng đến thế. Bữa ăn Tiểu Hy hỏi Giang Thần sao không làm lớp trưởng, cậu chỉ nói phiền phức. Lục Dương chen ngang nếu giờ Giang Thần làm lớp trưởng Bách Tùng trốn học Hiểu Tĩnh đánh nhau thì cậu sẽ không giúp mọi người được. Cô bạn thích thầm Giang Thần cũng đi đến kêu gọi Giang Thần hãy ủng hộ cô ấy trước vị trí lớp trưởng. Giang Thần gật đầu nhẹ, trong lớp cô giáo hỏi ai muốn tranh cử Tiểu Hy giơ tay lên nhưng đến lúc nữa là cô hối hận rồi. Tiểu Hy muốn làm lớp trưởng trong khi thành tích học tập của cô hơi kém. Về nhà Tiểu Hy viết một bài văn mà tự cô cho là cảm động ra để đọc lúc lên tranh cử. Đến trường Tiểu Hy cũng tập luyện để đứng lên nói tranh cử cho lưu loát. Bách Tùng đi đến bên Tiểu Hy đọc bài văn củ chuối của cô lên cũng thấy khả năng cao không được. Nhưng Bách Tùng vẫn động viên Tiểu Hy hai người cùng chạy nhảy hét lớn trên sân thể dục. Giờ bầu cử đã đến Tiểu Hy đọc bài của mình lên cô biết khi đứng trên đây sẽ là trò cười của mọi người. Tiểu Hy chưa bao giờ là học sinh ngoan tuân thủ nội quy. Nếu được làm lớp trưởng cô tình nguyện thay đổi vì cả lớp, tất cả sẽ cùng nhau bước qua 3 năm học. Trong 3 năm sẽ có vui buồn giận hờn nhưng mọi người đều cố gắng vì lớp. Tiểu Hy mong cô để lại trong tâm trí của các bạn không phải là cô bé nghịch ngợm hay làm liên lụy đến cả lớp, mà là một Trần Tiểu Hy thích giúp đỡ mọi người. Nghe xong cả lớp bắt đầu vỗ tay rồi viết phiếu bầu cử. Tiêu Hy được 15 phiếu, Lý Vi được 14 phiếu. Cô chắc chắn mình sẽ được làm lớp trưởng, cô vẫn muốn đợi Giang Thần vì còn cậu ấy chưa bầu cử. Đúng lúc Giang Thần đi vào cậu bầu cho Lý Vi. Vậy hai người cân bằng phiếu bầu, điều này khiến Tiêu Hy vô cùng buồn bã. Trong lớp mọi người nói nếu Giang Thần làm lớp trưởng Lý Vi làm lớp phó thì quá hợp đôi rồi, còn Tiêu Hy không biết tự lựa sức mình cũng lên tranh cử. Hiểu Tinh và Bách Tùng nghe thấy vậy muốn đứng ra bảo vệ cho Tiểu Hy nhỏ bé. Giang Thần cũng đứng dậy đi ra chỗ khác thì bị Bách Tùng hỏi tại sao cậu không bỏ phiếu cho Tiêu Hy. Giang Thần nói cô không thích hợp, nghe vậy Tiểu Hy chạy đuổi theo cậu. Nếu cô không thích hợp thì cô bạn Lý Vi kia thích hợp hay sao? Giang Thần cũng nói thích hợp hơn cậu, nói rồi cô đá vào chân cậu một cái rồi chạy vào lớp. Thấy mặt Tiểu Hy hơi lạ, Bách Tùng tưởng Tiểu Hy bị ăn hiếp tính đi tìm Giang Thần tính sổ nhưng bị cô ngăn lại. Ngồi cùng Tĩnh Hiểu, Tiêu Hy lo lắng liệu có phải đi xin lỗi Giang Thần hay không. Cô làm vậy có quá đáng với cậu không? Vì hơi ngại với sợ Tiểu Hy không dám đi thu tiền quỹ lớp của Giang Thần. Bị Tĩnh Hiểu lôi đến chỗ Giang Thần, Tiểu Hy cũng cầm cuốn sổ đi đến. Đúng lúc cô bạn Lý Vi đến khen chữ Giang Thần đẹp, Tiểu Hy lên cơn ghen đập mạnh chỗ tiền thừa rồi về chỗ ngồi. Vừa thu quy lớp xong còn chưa được cầm nóng hổi trên tay Tiểu Hy đã làm mất. Cô gọi cô bạn thân Tĩnh Hiểu ra cùng giải quyết. Tĩnh Hiểu vẫn không thể nào hiểu quỹ lớp nhiều như thế sao lại có thể mất. Tiểu Hy ngồi hành lang đúng lúc Bách Tùng đến đưa cô gói kẹo sâm. Cùng lúc đó Giang Thần đi qua hỏi cô bị mất quỹ lớp à. Cô tóm chân cậu nói mất thật rồi. Tiểu Hy không nhớ ra mình đã để ở đâu. Sau một hồi gợi ý của Giang Thần, Tiểu Hy đã nhớ ra mình kẹp tiền vào vở bài tập và nộp cho thầy giáo. Tiểu Hy đến phòng xin thầy nhưng sợ hãi không dám vào. Cô đành lủi thủi quay lại lớp nghĩ cách khác. Ba người Tĩnh Hiểu, Lục Dương và Tiểu Hy cùng bày binh bố trận. Tiểu Hy đi vào phòng thầy giáo tìm lại bài tập của mình, đúng lúc cũng gặp Giang Thần. Chưa tìm được quỹ lớp thì thầy cô đã vào. Còn Tĩnh Hiểu và Lục Dương đi đến phòng bảo vệ xem camera. Tất cả đã an toàn về lớp nhưng quỹ lớp vẫn chưa quay về. Bên này Bách Tùng đi mua thuốc cho Tiểu Hy vì vẫn nghĩ cô bị đau bụng. Tiểu Hy cùng Tĩnh Hiểu đứng ở lan can bàn về cuộc họp lớp sắp đến. Tiểu Hy sẽ giả vờ đau bụng trốn trong nhà vệ sinh. Sau đó cô về sẽ xin tiền bù lại tiền quỹ lớp. Giang Thần đi đến ngay kế hoạch của Tiểu Hy khen cô làm lớp trưởng giỏi quá. Rất hợp làm lớp trưởng. Tiểu Hy mặt buồn bã ngồi đờ đẫn trong lớp. Cô giáo bước vào thì Lý Vi đã đứng lên nộp lại tiền, còn đợi Tiêu Hy nữa thôi. Tiểu Hy đứng lên nói mình đã làm mất quỹ lớp rồi khiến cả lớp phẫn nộ. Giang Thần đi lấy quỹ lớp từ chỗ thầy giáo về cho Tiểu Hy nộp lại cho cô giáo. Cô thấy xấu hổ nên đã xin cô từ chức. Cô giáo động viên cô đây chỉ là chuyện nhỏ, sai thì nhận lỗi đó mới là quan trọng và mong cả lớp bao dung tha thứ cho lỗi lầm của Tiểu Hy. Tiểu Hy vẫn quyết định từ bỏ danh phận lớp trưởng. Ra về Tiểu Hy đi cùng Giang Thần, cô nói đúng là cô không hợp làm lớp trưởng nhưng cậu lại nói cô làm lớp trưởng cũng rất tốt. Quãng đường từ trường về nhà khiến hai cô cậu vui vẻ cười nói, có lẽ trong cuộc đời mỗi người, quãng đường cảm thấy nhẹ nhõm nhất chính là con đường từ trường về nhà. Tiểu Hy thông báo cho Tĩnh Hiểu một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là sắp sinh nhật Giang Thần, còn tin xấu là cô chưa nghĩ ra mua gì. Tĩnh Hiểu bảo với Tiểu Hy đến lúc gần ngày rồi tự nhiên sẽ biết mình phải mua cái gì thôi, nói rồi hai cô gái khoác vai nhau đi vào lớp. Lớp trưởng Lý Vi kêu gọi cả lớp tham gia thể thao nhưng không mấy ai hào hứng. Cô đi xuống hỏi Tiểu Hy và Tĩnh Hiểu có muốn tham gia không. Cô và Tĩnh Hiểu cũng xua tay lắc đầu. Đương nhiên rồi, Tiểu Hy này chỉ thích chơi thôi, chứ học hành thể dục thể thao không thích lắm đâu. Tại trung tâm thương mại, hai cô gái Tiểu Hy và Tĩnh Hiểu đi mua quà tặng cho Giang Thần. Giá ở trong đây thì học sinh làm sao mua được. Hỏi đến cái gì cũng gần 1.000 tệ mà Tiểu Hy chỉ có 128 đồng 3 hào. Nghe xong con số cũng đủ làm choáng mình, Tĩnh Hiểu lôi Tiểu Hy ra về. Sáng hôm sau Tiểu Hy vừa bước vào trường, ông bảo vệ đã đưa cho cô lá thư. Hóa ra là bố cô chu cấp tiền ăn cho cô, và trong thư ông muốn chiều nay được gặp Tĩnh Hiểu.
Cô vui sướng nâng nuôi lá thư và số tiền kia, vậy là Tiểu Hy có thể mượn tiền mua quà sinh nhật cho Giang Thần rồi. Đại hội thể thao cứ nghĩ sẽ rất tẻ nhạt, những thầy giáo hôm nay công khai số quà thưởng khi có giải khiến cho Tiểu Hy cũng muốn tham gia. Cô và Tĩnh Hiểu tham gia môn vượt rào nữ, còn Giang Thần bị Lý Vi đăng ký hộ thi chạy 3.000m. Chuyển cảnh tại thư viện, Lý Vi ngồi đọc truyện tranh rất vui vẻ thì Giang Thần đi vào. Cô đuổi theo cậu ra hỏi cậu mượn sách gì. Giang Thần nói sách nghiên cứu về Tiêu Hy. Cô vui sướng cười thầm trong bụng, đến lúc ngó xuống xem bìa sách thì tắt nụ cười luôn. Tiểu Hy cùng Tĩnh Hiểu tập luyện rất chăm chỉ. Với chiều cao có hạn của Tiểu Hy, cô chỉ có cách đẩy rào thôi chứ không thể vượt rào được. Vào lớp, Tiểu Hy đến gần Giang Thần hỏi cậu đang làm bài hả. Giang Thần trả lời rất hóm hỉnh, cậu đang tô màu vào đề. Tiểu Hy cười hỏi cậu tiếp giải đều cũng cần nhìn thời gian hay sao. Giang Thần trả lời thứ cậu khác Tiểu Hy là bộ não. Ủa vậy là chê mình học dốt hả trời. Tiếng chuông reo vào lớp, Tiểu Hy lững thững bước về chỗ ngồi. Trong lớp còn mỗi mình Lục Dương, cậu muốn tặng Tĩnh Hiểu chiếc kẹo mút, liền đến chỗ cô kẹp kẹo mút vào quyển vở nhưng mở ra thấy bức thư của bố Tĩnh Hiểu. Cậu chạy đi hỏi cô nhưng cô không quan tâm cậu cho lắm rồi chạy đi tập luyện. Tiểu Hy bên này vừa ăn kem vừa đợi Giang Thần đến. Lần cô chờ cậu thì cậu cũng về mất. Bách Tùng đến và nói cậu ấy sẽ cùng cô luyện tập. Cậu nhìn vào tay mình đọc ra mấy động tác trong sách ghi. Tĩnh Hiểu chạy đến khiến cho Tiểu Hy lo lắng, cô ấy định tranh đồng hồ với Tiểu Hy hay sao. Tiểu Hy buồn ngủ xin Bách Tùng cho cô nghỉ 30 phút thôi nhưng cô ngồi từ nãy đến giờ mất một tiếng rồi. Tĩnh Hiểu bên này chăm chỉ luyện tập thì có một cậu bạn trai rời ơi đất hỡi từ đâu đến tóm lấy chân cô lúc cô chuẩn bị chạy, khiến Tĩnh Hiểu ngã xuống đau đớn không đứng dậy được. Lục Dương đằng xa quan sát thấy cờ rút mình bị ngã chạy đến muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng nhấc mãi không nhấc nổi Tĩnh Hiểu. Tiểu Hy và Bách Tùng thấy vậy chạy đến giúp Lục Dương nâng Tĩnh Hiểu dậy dìu vào phòng y tế. Chân cô sưng to và bác sĩ không cho cô tham gia thể thao nữa. Tối đến Tiểu Hy gọi cho Giang Thần tâm sự lâu rồi cô không cùng cậu về nhà. Thế rồi Tiểu Hy nói liên thiên một hồi, Giang Thần bật loa ngoài vứt điện thoại sang một bên chăm chú đọc sách không quan tâm cô nữa. Sáng hôm sau Tĩnh Hiểu đi tìm bác sĩ, cô muốn được khám lại. Bác sĩ vẫn nói Tĩnh Hiểu không tham gia được thi đấu. Trận đấu này có lẽ rất quan trọng với Tĩnh Hiểu thì phải nên cô mới chất chấp muốn được thi và đoạt được giải, cô ngồi buồn. Trong nhà vệ sinh, Tiểu Hy đi vào, Tĩnh Hiểu nói Tiểu Hy phải cố gắng đạt được giải giành lấy đồng hồ và tặng cho Giang Thần. Lúc Dương Nhuệ hiểu tâm tư của Tĩnh Hiểu, cậu đi tìm những người tham gia vận hội thể thao mà cậu biết nhờ mọi người nhường cho Tĩnh Hiểu. Cô ấy muốn đoạt giải nhận đồng hồ tặng cho bố cô. Tiểu Hy đứng trên cầu thang nghe thấy hết, cô hỏi Giang Thần có nên nhường cho Tĩnh Hiểu không. Giang Thần lạnh lùng bảo cô đừng nghĩ nhiều quá, bộ não không chứa nổi đâu. Tan học, Tiểu Hy ngồi trên xe đạp đợi Giang Thần, cô hy vọng cậu có thể luyện tập cho cô và lần này cũng như bao lần khác cậu vẫn từ chối rồi đạp xe về. Tĩnh Hiểu đuổi theo Giang Thần nói với cậu về chuyện Tiểu Hy muốn đạt giải để tặng cậu đồng hồ. Giang Thần vẫn lạnh lùng nhưng lần này cậu đã quay lại sân tập. Cậu và Tiểu Hy chạy quanh sân trường, chế độ ăn của Tiểu Hy cũng thay đổi. Có Giang Thần tập luyện cùng thành tích của Tiểu Hy vẫn không thay đổi. Đến gần rào là cô lại đẩy rào chứ không bật qua. Vậy Tiểu Hy có làm nên kỳ tích lấy được đồng hồ tặng Giang Thần hay không? Ngày vận hội thể thao cũng đến. Giang Thần động viên Tiểu Hy đừng hồi hộp khiến cô cười tươi như hoa. Tiểu Hy vào trận đấu lần này vẫn đẩy rào nhưng cô chạy nhanh nhất và về đích trước. Tiểu Hy giành được đồng hồ tặng cho Tĩnh Hiểu để cô ấy mang đi tặng bố mình. Nhà trường có buổi liên hoan nên đã đóng cổng lại. Tĩnh Hiểu nhớ ra lịch hẹn với bố cô liền trèo cổng chạy ra ngoài. Đúng lúc gặp bác sĩ Lý Anh đưa cô chiếc áo khoác để cô che lại quần rách. Chuyển cảnh năm cô cậu học trò cùng nắm tay nhau trên đường đi về. Lúc mỗi người một ngả, Lục Dương nhắn tin cho Tĩnh Hiểu bảo cô đừng buồn, khi nào cậu đủ tiền sẽ mua tặng cô đồng hồ. Bên này Tiểu Hy và Giang Thần cũng lên xe buýt, hai người cùng trò chuyện vô tư hồn nhiên giống như tuổi học trò của mỗi chúng ta đã từng qua. Tại lớp học, tiết tiếng Anh đổi thành tiết âm nhạc, cô giáo đi vào thông báo nhà trường tổ chức cuộc thi diễn kịch, yêu cầu cả lớp chọn ra một vở kịch để diễn. Chuyển cảnh tại tiệm sách, Tiểu Hy tính trước tương lai cho mình. Nếu cô không đỗ đại học thì cô sẽ mở một quầy bán sách như này, còn có chương trình ghép đôi nữa. Rồi hàng ngày Tiểu Hy sẽ được ngắm nhìn lũ trẻ yêu đương hẹn hò. Tĩnh Hiểu nói cô nên giải quyết chuyện với Giang Thần đi đã. Tiểu Hy cũng bất lực, Giang Thần mà cô thích khó lôi kéo lắm. Trong lớp học, Lục Dương ngồi nghiên cứu kịch bản thì Tiểu Hy nói cậu không có khả năng đó đâu. Tiểu Hy đề nghị Lục Dương vào nhóm với cô. Lục Dương đồng ý ngay vì đơn giản trong nhóm có cờ rút của cậu. Trong nhóm vẫn thiếu một người, Lục Dương chạy đến cầm tay Giang Thần, chưa kịp nói Giang Thần đã từ chối ngay. Không làm khó được Lục Dương, cậu tiếp tục ra dụ dỗ Giang Thần. Vở kịch này có cậu, Tiểu Hy và Tĩnh Hiểu rồi, giờ thiếu mỗi Giang Thần viết kịch bản nữa thôi. Nhìn những con người không đáng tin này, Giang Thần vẫn kiên định từ chối. Lục Dương hỏi Tiểu Hy nên diễn vở nào, cô mạnh dạn đưa ra bộ phim Mùa Hè Nào Cũng Chiếu Hoàn Châu Cách Cách. Nghe tên thôi cũng đủ nao ngán rồi. Tiểu Hy tự nhận mình sẽ vào vai Tử Vi, cô gái nhẹ nhàng ấm áp. Còn Giang Thần sẽ vào vai Nhĩ Khang, một người ưu tú tài tình. Vừa hay Nhĩ Khang luôn có một động tác và câu nói Tử Vi đừng đi. Cô thuật lại đoán đó khiến cho Lục Dương cũng không còn muốn diễn chứ đừng nói đến Giang Thần. Tối đến Tiểu Hy ngồi vừa xem phim vừa viết kịch bản.
Sáng hôm sau, Tiểu Hy đưa kịch bản đến cho Giang Thần, đáp thư tay chưa hết cô còn ném qua nhà cậu. Đến lớp, Tiểu Hy ngủ ngoan như chú mèo con, Giang Thần trả lại cho cô đống kịch bản mà cô viết. Cậu ghé lại nhìn cô ngủ lâu hơn, Tiểu Hy từ từ mở mắt, Giang Thần nói đừng đưa kịch bản cho cậu nữa rồi lạnh lùng đi về chỗ. Tiểu Hy quay sang nói Lục Dương sẽ làm Ngũ A Ca, còn Tĩnh Hiểu sẽ làm Tiểu Yến Tử, hai người sẽ diễn đoạn trên bãi cỏ. Lục Dương chê kịch bản cô chọn quá xuyên xúa, Tiểu Hy nói trong đó có cảnh hôn thì cậu liền khen kịch bản hay, cô cũng gật đầu đồng ý. Lục Dương đồng ý rồi nhưng cái khó là Tĩnh Hiểu không ưng, giờ thuyết phục sao cho cô ấy ưng nhận vai Tiểu Yến Tử bây giờ. Tiểu Hy đi theo Tĩnh Hiểu đến phòng y tế trường, Tiểu Hy đi theo và ngó vào xem. Tĩnh Hiểu muốn trả anh chiếc áo mà anh cho cô mượn, trong đó có cuốn sách mà Tĩnh Hiểu đã cố tình để quên. Ra đến cửa, Tiểu Hy hờn dỗi. Chuyện gì Tiểu Hy cũng nói với Tĩnh Hiểu mà Tĩnh Hiểu không hề kể cho cô. Tĩnh Hiểu liền kể lại cho Tiểu Hy nghe lại câu chuyện cô. Tiểu Hy cũng kể lại chuyện viết kịch bản mà Giang Thần không đồng ý diễn cùng. Vào lớp, cô giáo tự ý quyết định nhóm chính lên diễn, bao gồm Giang Thần, Lý Vi, Lâm Tĩnh Hiểu cùng hai bạn nữa diễn kịch vì năm người đó có hình tượng tốt. Những nhóm còn lại tự tập với nhau. Tiểu Hy ăn cơm cùng Giang Thần, cô tiếc đứt ruột vì không được diễn cùng cậu. Lý Vi đi đến rủ Giang Thần ra tập kịch với mình. Tĩnh Hiểu đi cùng trong chừng cờ rút cho bản thân. Giờ đây chỉ còn Lục Dương ngồi đau khổ vì vai Tiểu Yến Tử bị mất. Cậu đi tìm Tĩnh Hiểu nói cho cô nghe tình của mình dành cho cô sâu đậm như thế nào. Trước sau gì Tĩnh Hiểu cũng là Tiểu Yến Tử của Lục Dương. Tĩnh Hiểu nghe xong tóm lấy vai cậu bảo cậu bớt ảo tưởng đi. Tĩnh Hiểu chạy đến bác sĩ Lý xin lại cuốn sách mà hôm trước cô vừa để quên. Đang nói chuyện vui vẻ, Lục Dương đi vào phá đám kêu mình bị bệnh tim làm Tĩnh Hiểu tức gần chết. Năm bạn có gương mặt sáng nhất lớp đang ngồi tập kịch với nhau. Tiểu Hy đi vào, cô bạn kia nói đừng có nghe lén họ tập kịch với nhau. Tiểu Hy cũng thẳng thừng đáp ai thèm nghe lén vở kịch này, rồi cô đi về chỗ ngồi của mình. Tiểu Hy cùng Lục Dương và Bách Tùng cũng đang tập kịch rất hăng say, chỉ có mỗi cái là thiếu người thôi. Chưa gì vở kịch này chưa tập xong đã đầy sóng gió rồi. Bố của Lục Dương nghe thấy con trai mình bị lên cơn đau tim, ông hốt hoảng đến trường nhưng bảo vệ không cho vào. Vừa lúc Tĩnh Hiểu đến, ông gọi cô lại hỏi cô có biết con trai ông không. Tĩnh Hiểu nói hai người học cùng lớp nên bố Lục Dương giao thuốc cho cô. Nhìn thuốc mà bố Lục Dương đưa cho Tĩnh Hiểu thì ra Lục Dương bị bệnh tim thật. Tiểu Hy đi vào cầm kịch bản trên tay Tĩnh Hiểu cũng muốn xem kịch bản. Cô đọc mấy câu kịch bản lên thấy quá xến xúa. Thật may từ chối ngay từ đầu là đúng. Đến chiều tan học, Bách Tùng dẫn Tiểu Hy về nhà mình chơi, có bà cậu ở nhà. Bà rất niềm nở chào đón Tiểu Hy đến chơi và còn đi vào bếp làm cơm cho hai người ăn. Tiểu Hy và Bách Tùng đang ngồi ngoài sân bỗng nghe thấy tiếng bát vỡ trong bếp liền chạy vào. Bà của Bách Tùng bị bệnh của người già, bà nhầm lẫn cậu là con trai mình. Tiểu Hy bên cạnh cũng nói mấy câu để bà vui vẻ, khung cảnh khiến cho Bách Tùng ngượng ngùng không biết nói gì. Bách Tùng đưa Tiểu Hy về, trên đường cô động viên cậu mấy câu, về đến nhà thấy Giang Thần đang soi đèn pin sửa điện. Thì ra bóng đèn nhà cậu không hỏng do nguồn điện nên cậu xuống đây để sửa nguồn điện. Giang Thần nói Tiểu Hy về muộn vậy, Tiểu Hy khoe Bách Tùng đưa cô về đến đầu ngõ. Tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng nghe cô được người khác đưa về, Giang Thần có chút không vui trong lòng. Đến trường, Tiểu Hy đi sau Giang Thần gặp Bách Tùng, cô liền hăm hở chào cậu. Giang Thần thấy thế giả vờ không quan tâm đi tiếp. Ngày diễn kịch cũng đến, nhóm của Giang Thần Lý Vi diễn rất hay, giành được lời khen của cô giáo và tiếng vỗ tay của bạn bè. Đến nhóm của Tiểu Hy, Lục Dương, Bách Tùng diễn. Tiểu Hy vẫn đảm nhiệm vai Tử Vi, Bách Tùng đảm nhiệm vai Nhĩ Khang, còn Lục Dương là người dẫn chuyện. Vở kịch lãng xẹt tuy vậy mà gây được rất nhiều tiếng cười của mọi người. Cô giáo chọn đội Giang Thần giành đi diễn, còn đội Tiểu Hy không hợp chủ đề với cuộc thi này. Tiểu Hy ngồi bên hành lang buồn rầu. Rõ ràng cô đã rất nghiêm túc với vở diễn này vậy mà cô giáo lại không công nhận. Bách Tùng chạy đi mua nước giặt thì Giang Thần đến, cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tiểu Hy. Nghe cô nói đê ơ không quá 5 câu là cậu đã bỏ đi rồi. Bách Tùng mang về cho Tiểu Hy chai nước giặt để cô giặt quần áo giúp cậu. Bà cậu già rồi nên không thể giặt sạch. Lên lớp, cô giáo giao cho Tiểu Hy bên hậu cần hỗ trợ đội kịch âm thanh. Ngày tập kịch cũng đến, Tiểu Hy vào phòng thay đồ thấy Giang Thần đang mặc trang phục cổ trang làm cô xao xuyến. Cứ muốn nhìn cậu mãi, đến khi Giang Thần đi rồi, Tiểu Hy giao cho cô bạn cùng bàn mình cuộn băng ghi âm tiếng sấm, nói cô ấy giúp cô đăng hộ âm thanh. Còn cô chạy xuống khán đài xem Giang Thần diễn kịch, đang vào vở diễn rất gay cấn thì cô bạn của Tiểu Hy ấn nút gì đó làm cho đoạn ghi âm của cô và Tĩnh Hiểu bị phát lên cả trường nghe. Tiểu Hy chạy vội lên để mở lại âm thanh thì vấp chân ngã ra sân khấu trước hàng nghìn người khiến cô xấu hổ. Mọi người về hết rồi, Tiểu Hy vẫn còn ngồi trong góc khóc một mình. Giang Thần lại gần cô muốn an ủi nhưng đúng lúc Bách Tùng cũng đi vào, nhìn thấy áo đôi của hai người, Giang Thần cũng buông lời lạnh lùng. Tiểu Hy bị mất mặt khóc suốt một đêm không ngủ. Cô nhớ lại câu nói của cờ rút làm cô không cười nổi. Bước xuống cửa gặp đúng Giang Thần, Tiểu Hy lần này không muốn đi học cùng cậu nữa mà trốn vội vào sau cửa. Cậu đi rồi cô mới hé ra đi sau. Vừa đến trường, Tiểu Hy đã bị cô giáo gọi lên phòng giám hiệu giáo huấn cho một trận khiến cô buồn bã. Ngồi dựa vào hành lang trường học, Tiểu Hy bị thầy giám thị tóm gáy mang cô lên lớp. Cô giáo chủ nhiệm đang nói về kỳ thi sắp đến phải nghiêm túc học hành hơn nữa. Chưa nói dứt lời thì thầy giám thị đẩy Tiểu Hy vào lớp dưới cái nhìn của cả lớp đổ vào.
Cô giáo tức giận đi ra ngoài, Tiểu Hy đi học như người mất hồn. Mặt lúc nào cũng buồn rầu như đưa đám, Lục Dương và Tĩnh Hiểu mang hai chai sữa vào an ủi cô nhưng giờ cô không có tâm trạng để uống sữa nữa. Tiểu Hy lên phòng cô giáo tiếp lần nữa cô giáo mắng cô vì chuyện cô không thi đại học, bài tập cô làm cũng sai hết. Nếu có thời gian cô giáo sẽ mời bố mẹ của Tiểu Hy đến, về lớp thu dọn sách vở Tiểu Hy thấy mẩu giấy hẹn gặp cô ở thư viện. Tiểu Hy đi đến thư viện thấy Giang Thần nhưng cậu đang ngồi cùng người khác. Hóa ra là Lục Dương trêu Tiểu Hy. Cậu bạn kia đứng dậy nhường chỗ để cô ngồi đối diện Giang Thần. Ngồi thư viện học mà tâm trạng Tiểu Hy không tốt cô khó chịu rồi rời đi. Ra bên ngoài Tiểu Hy gặp Bách Tùng, cậu chở cô đi lấy xe đạp. Tiểu Hy tìm mãi không thấy chìa khóa của mình đâu. Đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào mà. Chuyển cảnh cô bạn cùng bàn Tiểu Hy bị đám thanh niên bắt nạt. Tiểu Hy mạnh mẽ đến cô chút ra mấy lời định nói với Giang Thần. Hai tên kia nghe xong cũng không hiểu gì. Cô giả vờ gọi đại ca ra khiến cho hai tên kia chạy mất dép. Giang Thần về đến nhà thấy mẹ và em trai cậu đã về. Mẹ quan tâm gấp thức ăn cho cậu nhưng cậu vẫn có vẻ không vui. Rồi mẹ rót sữa để Giang Thần uống nhưng cậu không ăn nữa rồi đi vào nhà. Em trai nhắc mẹ là Giang Thần bị dị ứng sữa bò. Bên này Tiểu Hy cũng đang rất buồn bố mẹ Tiểu Hy vào an ủi động viên cô. Ông muốn cô chuyển trường số điểm bây giờ của cô chỉ bằng một phần nhỏ của người đứng đầu. Còn mẹ Tiểu Hy muốn Tiểu Hy vào trường nội trú vì nghĩ rằng môi trường nghiêm khắc cô sẽ rèn luyện được bản thân. Tiểu Hy chỉ biết lắng nghe mà không nói gì. Sáng hôm sau Bách Tùng đến đón Tiểu Hy đi học. Cô cũng hỏi cậu nếu cô chuyển trường mọi người có nhớ cô không? Bách Tùng nói nếu Tiểu Hy chuyển trường thì cậu cũng chuyển cùng cô. Đúng là người bạn tri kỷ mà. Và lớp học thầy giáo gọi Tiểu Hy đứng lên trả lời câu hỏi cô không trả lời được đang bị thầy giáo la mắng thì những người bạn tương trợ cô lần lượt ngắt lời thầy. Giang Thần cũng lên bảng giải quyết câu trả lời của thần giáo giúp Tiểu Hy. Tiểu Hy hôm nay tiếp tục ngồi học với Giang Thần ở thư viện. Câu hào sảng muốn giải giúp cô bài tập nhưng cô vẫn từ chối. Giang Thần nói với Tiểu Hy sợ cô kéo thành tích học tập của lớp xuống nên mới giảng bài cho cô chứ ai mà thèm lo lắng. Tiểu Hy gấp sách vở đi về cô không kéo thành tích vĩ đại của mọi người xuống nữa. Tiểu Hy đang ngồi khóc một mình thì hai tên cô đồ đi đến trêu cô. Bách Tùng phi xe đạp giải cứu cô khỏi tay bọn chúng. Còn Giang Thần ngăn mấy tên đó lại để chúng không đuổi theo hai người. Bách Tùng đưa Tiểu Hy đi ăn bít tết. Mặt cô vẫn còn nước mắt chưa khô tâm trạng đâu mà ăn bít tết. Ăn xong Bách Tùng dẫn Tiểu Hy đến hồ bơi. Cậu chuẩn bị cho cô một cái phao quả dứa bảo cô ngồi lên đây. Tiểu Hy nhẹ nhàng ngồi lên Bách Tùng đưa cô ra giữa hồ bơi. Nhờ có Bách Tùng mà tâm trạng Tiểu Hy tốt hơn rất nhiều. Tiểu Hy cùng chơi đùa dưới nước quên đi hết chuyện buồn vừa xảy ra. Đang vui vẻ thì thấy huấn luyện viên đi vào mắng Bách Tùng không tuân thủ nội quy. Tiểu Hy muốn đứng ra nói đỡ cho cậu nhưng ông thầy không nghe đuổi cô đi ra ngoài. Tại nhà Giang Thần mẹ Tiểu Hy qua nhà cậu chơi cũng nói chuyện sẽ chuyển trường cho Tiểu Hy đúng lúc Giang Thần về và nghe thấy. Bên này Bách Tùng cũng đang bị phạt thầy huấn luyện viên chính là bố cậu. Ông ấy hà khắc với con trai mình, muốn cậu đoạt giải quán quân nhưng chưa bao giờ hỏi Bách Tùng có muốn như thế không. Tiểu Hy là người bạn đầu tiên của Bách Tùng, cậu cô đơn tách biệt với mọi người xung quanh chỉ có Tiểu Hy là đồng ý chơi và trò chuyện với cậu. Giang Thần ở nhà cũng không khá hơn vì cản hai tên côn đồ kia nên mặt mũi bị thương nhẹ. Mẹ cậu quan tâm hỏi han cậu nhưng Giang Thần không nói gì cả. Đứng dậy đi vào phòng, Giang Thần lôi điện thoại ra muốn nhắn tin gì đó với cô nhưng nhắn rồi lại xóa. Sáng hôm sau Bách Tùng đến đón Tiểu Hy đi học hai người cùng vào lớp với nhau khiến Giang Thần không vui. Trong tiết học chưa hết tiết Tiểu Hy đã ngáp khiến thần giáo nhìn thấy lôi cô lên phòng ban giám hiệu, đúng lúc bố mẹ Tiểu Hy cũng qua. Cô chủ nhiệm nói tình hình học tập của Tiểu Hy với bộ mẹ cô, cả thầy dạy toán cũng như đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ Tiểu Hy vẫn nhẹ nhàng nói bà sẽ chuyển trường cho cô, có lẽ cô không phù hợp với môi trường ở đây. Nghe vậy thầy cô cũng có vẻ hơi buồn, thầy giáo tự nhiên quay ra khen Tiểu Hy là cô bé ngoan. Cô giáo cũng khuyên bố mẹ Tiểu Hy nên suy nghĩ lại giờ chuyển trường cũng mất một khoảng thời gian để thích nghi với môi trường mới. Bố mẹ Tiểu Hy cũng rất kiên quyết chuyển trường cho con gái mình. Bố cô đã làm xong hết mọi thủ tục rồi, giờ chỉ còn chuyển sang nữa là xong. Các bạn thân của Tiểu Hy bên này cũng biết tin cô sắp chuyển trường đi tìm thầy giáo dạy văn cầu cứu thầy. Thầy bước vào phòng giám hiệu nói Tiểu Hy tuy học hành hơi kém nhưng bù lại cô rất có năng khiếu vẽ và là đứa trẻ có tiến bộ. Thầy hỏi cô có muốn chuyển trường không? Cô chẳng nói gì thì Giang Thần bước vào nói Tiểu Hy phụ cậu lấy bài tập ngữ văn. Cô bê chồng bài tập trên tay đứng trước bố mẹ mình nói không muốn chuyển trường nữa. Cô hứa sẽ học hành đàng hoàng lọt vào hạng 15 cửa lớp. Nếu không cô sẽ nghe theo lời bố mẹ chuyển trường. Cuối cùng người cũng thua con trẻ bố mẹ cô đồng ý. Đúng như lời cô hứa Tiểu Hy đã lọt vào top 13 của cả lớp khiến ai cũng ngạc nhiên. Lục Dương nói cô đã lòi ra đuôi học giỏi rồi nhé. Năm nay Tiểu Hy cùng các bạn lên lớp 11. Lớp trưởng hỏi mọi người đổi chỗ ngồi với nhau đi. Tiểu Hy hỏi Giang Thần có muốn ngồi với cô không? Giang Thần từ chối nói không. Đến lúc có người muốn ngồi với Tiểu Hy thì Giang Thần lại giành chỗ. Lý Vi nhờ Giang Thần xuống bê sách giúp mình Tiểu Hy xông xáo nói cô bê được. Giang Thần đâu lỡ để Tiểu Hy bê cậu nói giờ nghỉ trưa sẽ giúp Lý Vi. Vào tiết văn thầy giáo khen Lục Dương tuy viết văn không hay. Được cái có tính sáng tạo, thầy còn đọc bài văn của Lục Dương cho cả lớp nghe.
Đến giờ ăn cơm, Lý Vi gọi Giang Thần lên thư viện, Tiểu Hy, Tĩnh Hiểu và Lục Dương cũng đi theo nấp bên kệ sách nghe lén. Lý Vi nhờ Giang Thần chọn chuyện cổ tích cho em trai cô, Giang Thần nói cũng không am hiểu về sách lắm, Lý Vi tự xem đi. Cô ta vẫn mặt dày nhờ Giang Thần chọn cho, Lý Vi đưa ra một lý do rất đáng thương khiến cho Giang Thần động lòng. Tại trường học, Tiểu Hy ngồi ăn cơm cùng Giang Thần, cô nói mình khá khó chịu, rồi Tiểu Hy nói đến một nhân vật rất đáng thương và cô giống như nhân vật đó. Giang Thần chỉ lạnh lùng nói nhân vật đó không ăn nhiều như Tiểu Hy. Bách Tùng gắp thức ăn vào bát cô làm cô trả lại cậu ấy. Lục Dương đưa một tờ giấy gì đó nói nếu trả lời đúng câu cuối sẽ được chuyến du lịch đi Nam Hải. Chỉ có Tiểu Hy là hào hứng với cậu, còn ba người khác không ai quan tâm. Giang Thần càng không quan tâm, cậu bê suất cơm của mình đi ra chỗ khác. Tiểu Hy đuổi theo cô nói cha mẹ mình đang có nguy cơ rạn nứt. Nếu họ ly hôn cô sẽ đi cùng ai đây? Để lấy được lòng thương cảm của cờ rút, cô sẵn sàng bịa ra chuyện để Giang Thần thấy cô đáng thương. Thấy Giang Thần vẫn cứng như gỗ đá, Tiểu Hy còn nói thêm hôm qua bố mẹ cô còn ném đồ. Giang Thần hỏi bố mẹ Tiểu Hy ném gì, nghĩ khoảng 3 giây cô trả lời ném tủ lạnh. Chuyển cảnh, tuy không tin mình sẽ được đi Hải Nam nhưng cả 5 người đều trả lời câu hỏi cùng Lục Dương. Khi câu hỏi được đưa ra có mỗi Giang Thần là trả lời được. Cuối cùng Lục Dương nhận được một tin nhắn gửi địa chỉ và phải đến đó lấy vé đi Hải Nam. Về nhà, Tiểu Hy thấy bố mẹ đang cãi nhau, cô lại mang tiếp chuyện này kể cho Giang Thần. Tiểu Hy còn ghi vào giấy lời thoại cãi nhau của bố mẹ mình đến trước mặt Giang Thần kể lại cho cậu nghe. Giang Thần tức giận nói cô đừng lấy chuyện ly hôn của bố mẹ ra làm trò đùa nữa, không vui đâu. Giang Thần đi thẳng để lại Tiểu Hy ngốc nghếch đứng đó một mình. Bách Tùng chạy đến trông mặt Tiểu Hy ngắn tũn. Cậu rủ cô đi mua đồ ăn vặt để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Bách Tùng thấy Tiểu Hy mua nhiều quá liền nói cô mua nhiều sẽ lãng phí đó. Trong cửa hàng tạp hóa, Tiểu Hy thấy bố mình đang đi cùng người phụ nữ khác. Cô lấy điện thoại ra gọi cho bố thì biết ông đang nói dối. Tiểu Hy đi bộ về nhà, vừa đi vừa khóc. Giang Thần chạy đến thì Tiểu Hy thấy hối hận về những điều mình nói rồi. Bố mẹ cô sắp ly hôn thật rồi. Tiểu Hy lấy áo của Giang Thần lau nước mắt, vừa đi vừa khóc. Về đến nhà nhìn thấy mẹ mình mà cô không kìm được nước mắt. Bố vừa về trong tình trạng xe mềm nhắc Tiểu Hy đi lên học bài, cô bướng bỉnh không đi. Tiểu Hy hỏi bố bao nhiêu ngày bố không ăn cơm ở nhà rồi. Ai biết ông ở bên ngoài làm gì. Tiểu Hy tức giận đi vào phòng. Sáng hôm sau Tiểu Hy tỉnh dậy nghe thấy bố mình đang nói chuyện điện thoại, cô lút nghe trộm. Đến khi ông đi ra ngoài thì ông đã khóa cửa rồi. Cô gọi điện cầu cứu các bạn. Sau một hồi chạy ngược chạy xuôi thì Giang Thần hỏi chẳng nhẽ nhà cô không có chìa khóa khác à. Tiểu Hy nhớ ra liền chạy đi vào lấy chìa khóa dự phòng khiến cho cả ba người ngao ngán. Ba người vào nhà an ủi Tiểu Hy nhưng cố muốn đi đến Phú Hoa gặp bố mình. Giang Thần và mọi người chia nhau ra đi tìm bố Tiểu Hy. Quả thật làm việc với người thông minh sướng hẳn. Giang Thần đã tìm thấy bố Tiểu Hy. Bố cô chỉ đi gặp người bạn để bàn chuyện công việc mà thôi chứ không hề có ngoại tình hay sắp ly hôn ở đây cả. Tiểu Hy đã hiểu nhầm bố mình. Bên này Lục Dương bị lừa, đây chỉ là ngôi nhà hoang mà thôi. Năm người muốn đi dã ngoại ở đây nhưng chỗ này càng đi càng thấy không an toàn. Năm người quyết định về lại ngôi nhà hoang đó. Tối hôm đó, năm người cùng nhau bày trò, cùng nhau chơi cầu cơ. Giang Thần đi ra ngoài ngồi. Tiểu Hy cũng đi theo hai người cùng trò chuyện. Cô nói ra hết những tâm sự trong lòng mình, biết rõ một người không thích mình vẫn ôm mộng rằng có ngày người đó sẽ đáp lại. Giang Thần chỉ búng nhẹ vào đầu cô nói rằng đồ ngốc chữa không được. Sáng hôm sau, cả năm người cùng ngồi trên núi ngắm cảnh hoàng hôn. Mỗi người cùng hét lên điều ước của mình. Trừ Giang Thần ra ai cũng không muốn làm bài tập. Tại hồ bơi, Tiểu Hy đi tìm Bách Tùng động viên cậu đừng lo lắng, cứ phát huy hết năng lực, kiểu gì cậu cũng được giải nhất mà thôi. Đến giờ thi, Tiểu Hy cùng ba người bạn ngồi cổ vũ cho Bách Tùng. Giang Thần lạnh lùng vậy cũng nắm chặt tay mong Bách Tùng chiến thắng. Bách Tùng về nhất khiến cho họ vui mừng chạy ra cổ vũ. Nhà báo phóng viên đến phỏng vấn hỏi Bách Tùng lý do gì mà cậu giành chức vô DINGH, cậu kéo Tiểu Hy lại nói rằng là vì cô ấy. Bách Tùng giành được quán quân nhưng bố cậu vẫn trừ điểm của cậu, đúng quả là ông bố sắt đá mà. Bên này Tiểu Hy cũng bị bố mẹ bơ đẹp vì hai người họ chuẩn bị mở quán ăn rồi. Tại trường học, Tĩnh Hiểu giả vờ làm bác sĩ khám bệnh cho Tiểu Hy. Tiểu Hy nhập vai bệnh nhân như thật còn hỏi bác sĩ con của em và Giang Thần còn giữ được không. Bác sĩ thở dài nói cô phải uống thuốc tuyết sâm ngàn năm mới giữ được cái thai trong bụng. Tiểu Hy nghe vậy đã thấy ngon rồi. Tĩnh Hiểu thông báo cho Tiểu Hy MU sắp đến Hàng Châu tham gia đá bóng mà Giang Thần lại là fan của MU. Nếu mua được vé rủ thần Giang đi xem thì cô ít nhất cũng phải bán đi thân gan gì đó. Tiểu Hy nhờ Tĩnh Hiểu giúp mình mua được vé. Tĩnh Hiểu vào lớp liền đưa tiền cho Lục Dương, giao nhiệm vụ cao cả này cho cậu. Bách Tùng buồn rầu vì bị bố đuổi ra khỏi nhà. Lục Dương rủ cậu về nhà mình ở. Bách Tùng từ chối vì cậu ở nhà bà nội rồi. Tại nhà Tiểu Hy, cô nịnh mẹ để mẹ cho cô tiền mua vé MU. Mẹ cô lúc này đang rất bận vì công việc mở quán sắp tới. Nhưng cô vẫn cứ đứng đó lải nhải, mẹ cô kiên quyết không cho. Tiểu Hy liền nghĩ cách đi làm thêm để có tiền mua vé xem bóng đá. Đi hỏi hết các cửa hàng nhưng không có chỗ nào nhận cô. Tiểu Hy về nhà gặp Giang Thần, cô xin lỗi cậu vì không thực hiện được giấc mơ đi xem bóng đá của cậu. Tại trường học, trong giờ tiếng Anh, Tiểu Hy viết mẩu giấy rủ Giang Thần thứ bảy tuần này đi chơi, cậu đọc xong liền gấp lại không trả lời cô.
cô cố chấp viết thêm tờ nữa gửi câu. Giang Thần lần này vẽ hình bàn tay ok vào giấy khiến cô vui mừng. Cô giáo dạy xong cũng khen Bách Tùng giành vô địch toàn quốc và chiếu lại lên TV trường lúc thi đấu của cậu. Cả lớp xem xong đều quay ra trêu Bách Tùng và Tiểu Hy. Tiểu Hy lo lắng sợ Giang Thần sẽ ghen rồi tức giận với cô. Giờ ra chơi cô chạy đến chỗ Giang Thần hỏi cậu đã mua được vé xem MU chưa? Giang Thần lạnh lùng đáp chưa vì họ bán hết vé rồi. Tiêu Hy hỏi Giang Thần thích ai trong MU, cậu nói tên rồi giơ báo lên không muốn nói chuyện với cô nữa. Tại quán bán sách, Tiểu Hy và Tĩnh Hiểu mua áo mà MU ký tặng fan. Đây là phương án thay thế vì Tiểu Hy không đủ tiền mua vé cho Giang Thần. Ba cô bạn là fan của Bách Tùng cũng đi vào gặp Tiểu Hy chê cô ăn mặc như đưa đám không xứng với Bách Tùng. Nghe nói còn học dốt nữa, Tiêu Hy tức giận chỉ nói mỗi câu xứng chứ đúng lúc Giang Thần đi vào. Tiểu Hy vội vàng giải thích mọi người nói cô không xứng đáng với Giang Thần. Nhưng cậu đâu có bị điếc, Giang Thần nói lại cậu nghe mọi người nói cô không xứng đáng với Ngô Bách Tùng rồi Giang Thần bỏ đi. Liệu đây có phải là ghen hay không? Tại trường học, Tiểu Hy đang trang trí bảng của lớp, ở dưới có bạn đang nhắc chuyện tình cảm công khai của ai đó khiến cho Tiểu Hy giật mình. Cô liếc mắt nhìn thấy Giang Thần đằng đằng sát khí đứng bên ngoài cửa sổ, rồi Giang Thần đi vào lớp lấy cặp đi về. Tiểu Hy vội vàng đuổi theo cậu nói cậu đừng giận mà, cô tặng cậu chiếc áo có chữ ký của thần tượng. Giang Thần hỏi cô bao nhiêu tiền, Tiểu Hy bảo 200, cậu rút tiền ra trả cô khiến cô tức giận. Tiểu Hy ném tiền cậu đưa và hét lớn cô sẽ không bao giờ thích Giang Thần nữa. Tiểu Hy thực sự rất giận Giang Thần, cô ấy thích cậu hơn bất kỳ ai. Tiểu Hy tự hỏi có phải cô ngốc lắm không? Tĩnh Hiểu gặp Lục Dương hỏi số tiền cô đưa cho cậu đâu? Lục Dương nói bị mất rồi khiến Tĩnh Hiểu vô cùng tức giận. Tĩnh Hiểu đâu biết rằng Lục Dương bị đám côn đồ chặn lại chấn lột hết tiền của cậu. Cô tức giận bỏ đi còn tuyệt giao với cậu nữa. Tiểu Hy bên này cũng không nói chuyện với Giang Thần. Cậu hỏi bàn trên có bút xóa không, như một phản xạ tự nhiên cô nói có, rồi lại nhận ra mình đang giận Giang Thần mà. Có bạn và nói Tiểu Hy có người gặp. Tĩnh Hiểu nhanh chân đến hỏi Giang Thần có phải giận chuyện của Ngô Bách Tùng và Tiểu Hy. Giang Thần chỉ nói cậu không quan tâm. Tĩnh Hiểu nói thêm nếu Tiểu Hy hẹn hò với Bách Tùng thì ít ra chúng ta có một cặp. Nghe Tĩnh Hiểu nói xong, Giang Thần lật mạnh cuốn sách khiến cho nó bị rách. Như vậy chứng tỏ Giang Thần đang tức giận vì ghen rồi còn gì. Thử nói tiếp về chuyện tình của Bách Tùng với Tiểu Hy, Giang Thần đứng dậy không nghe nữa. Ba của Bách Tùng đến tìm Tiểu Hy hỏi cô Bách Tùng đang ở đâu. Tiểu Hy khai ra chỗ cậu ở, còn nói thêm những điều mà Bách Tùng thích làm, những thứ mà cậu thích ăn. Ông nghe xong cũng phải cúi mặt. Tối đến, ba Bách Tùng đi đến quán thịt nướng tìm cậu. Bách Tùng quay lại thì gặp ba mình. Ông dẫn cậu đi ăn lẩu, tự nhiên được đối xử tốt cậu không quen. Ông nói ra hết tâm tư mình. Ông ép Bách Tùng như vậy chỉ muốn sau này cậu không phải hối hận. Chẳng có cha mẹ nào lại ghét con cái của mình cả, tất cả điều mà bậc cha mẹ làm chỉ muốn tốt cho con cái nhưng đôi khi là chưa đúng cách mà thôi. Bố mẹ Tiểu Hy cũng vậy, thấy con gái buồn rầu ông bố đã mua tấm vé Manchester cho cô. Ông mang về giơ trước mặt cô khiến cô vui mừng sung sướng nhảy lên. Tại lớp học, Lý Vi ra hỏi bài Giang Thần. Cậu giảng bài cho cô ta nghe, Tiểu Hy bên cạnh mặt chẳng hiểu gì. Bách Tùng đến lớp, Tiêu Hy hỏi cậu hôm qua đã về nhà chưa. Bách Tùng nói cậu đã về rồi. Tiểu Hy khoe hôm qua cô đã nói chuyện thân mật thâm tình chút hết ruột gan với bố cậu. Bách Tùng muốn rủ Tiểu Hy đi chơi để bày tỏ sự cảm ơn nhưng Giang Thần ngắt lời, cậu chỉ muốn hỏi mượn bút xóa thôi. Bách Tùng gọi Tiểu Hy nhưng cô lại bỏ cậu lại để đi tìm bút xóa cho cờ rút. Tối đến, Tiểu Hy ngồi đợi điện thoại của Giang Thần, cậu rủ cô đi xem bóng đá, chưa kịp trả lời đồng ý hay không cô sung sướng nhảy lên vì vui mừng rồi. Tối thứ bảy, Tiểu Hy mặc quần áo Manchester, đội tóc giả xanh đỏ tím vàng đợi Giang Thần. Vé của Tiểu Hy là vé giả nên không thể vào được. Giang Thần đanh rủ cô ra một góc ngồi uống nước ngọt rồi nói chuyện. Bách Tùng cũng đi đến thấy hai người vui vẻ bên nhau, cậu đau lòng ném vé vào thùng rác. Tiểu Hy cùng Giang Thần đi về, cô hỏi cậu đã viết gì lên tờ giấy bí mật. Cậu chỉ viết không muốn chơi trò này. Thì ra người thích Tiểu Hy cũng chính là Bách Tùng. Cô bạn Tĩnh Hiểu khoác tay Tiểu Hy nói hôm nay cô quá ít nói, không giống Tiểu Hy mọi ngày. Tiểu Hy kể lại cho cô bạn thân nghe chuyện mình cầm được tờ mảnh giấy của Bách Tùng. Hiện giờ đầu Tiểu Hy rất rối, thấy Bách Tùng đằng xa cô cũng trốn tránh đi không muốn gặp. Tĩnh Hiểu khen cậu bạn Bách Tùng kia cũng được, ngoại hình đẹp, Bách Tùng hay đạt được quán quân nên cũng có tiền. Vậy thì Tiểu Hy được ăn quà vặt ở trường mệt nghỉ rồi, nhưng trong lòng Tiểu Hy bây giờ Giang Thần là một cái siêu thị lớn không ai có thể sánh nổi. Tan học, Tiểu Hy gọi Giang Thần về cùng nhưng cậu đã hẹn với Lý Vi cùng về để bàn về cuộc phản biện rồi. Tiểu Hy đành lủi thủi ra về một mình, đứng trên hành lang thấy cờ rút của mình sánh bước bên người khác, lòng Tiểu Vi buồn vô cùng. Đã vậy còn được lời động viên của cô bạn Tĩnh Hiểu, trông họ như kim đồng ngọc nữ. Chuyển cảnh thấy Lý Vi liên tục lây cớ bàn việc chung mà hẹn gặp Giang Thần. Tĩnh Hiểu nhanh trí đòi đi xem vì cô chưa bao giờ được đi xem hùng biện cả. Được tất cả mọi người đồng ý nên Tiểu Hy đã có mặt trong buổi hùng biện với Trần thư ký. Trong buổi hùng biện, Tiểu Hy đã lấy Ngô Bách Tùng ra làm ví dụ, cậu ấy tuy học không giỏi nhưng vẫn vô địch quốc gia về bơi lội. Có thể nói sau này Ngô Bách Tùng rất có tiền đồ. Giang Thần nghe thấy vậy liền đứng dậy đi về, Tiểu Hy chạy đuổi theo hỏi cậu có phải do cô nhắc đến Ngô Bách Tùng nên cậu giận không? Nhiên là như vậy rồi,
nhắc đến tình địch của Giang Thần lại còn liên tục ca ngợi tung hô cậu lên nữa. Chuyển cảnh tan học, Giang Thần và Tiểu Hy đi về đến lán xe. Tiểu Hy nhìn thấy Bách Tùng, cô giật mình chạy đi hướng khác. Giang Thần thấy vậy nên cũng đã hiểu chuyện gì đó. Cậu lấy xe đạp đi đến chỗ Tiểu Hy mở lời rủ cô đi chơi. Hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp tâm trạng vui vẻ. Tóc Tiểu Hy bay trong gió với nụ cười tươi, còn Giang Thần khuôn mặt như tỏa nắng ấm áp vô cùng. Đến bờ hồ cứ nghĩ Tiểu Hy và Giang Thần sẽ nói chuyện đầy tình cảm, ai ngờ thật lãng xẹt. Đã vậy cô còn để lộ chuyện mình đi tất thủng trước mặt cờ rút nữa chứ. Thật là mất mặt quá mà. Tối về, Tiểu Hy bỏ đồ ăn vặt Bách Tùng đã mua cho cô và chiếc áo phông ôm và je di ngắm nhìn lúc lâu, rồi sáng hôm sau cô quyết định đến bể bơi gặp Bách Tùng. Bách Tùng hiện ra thì Tiểu Hy lại đinh bỏ chạy, không may Bách Tùng ngã xuống đầu bị đỏ. Tiểu Hy rất lo lắng cho cậu nên cô dìu cậu lên phòng y tế. Thầy Lý nói Bách Tùng không có vấn đề gì nghiêm trọng rồi, thầy có việc nên thầy đi trước để lại Tiểu Hy và Bách Tùng trong phòng. Tiểu Hy mạnh dạn nói về tờ giấy mà Bách Tùng viết, cô xin lỗi cậu vì đã không thích cậu. Nét mặt Bách Tùng có nét buồn thoáng qua nhưng cậu đã nhanh chóng sốc lại tinh thần, nói rằng cậu chỉ đang đùa Tiểu Hy thôi. Tiểu Hy vui mừng vì tình bạn này mãi còn. Đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Nói rồi Tiểu Hy đi ra để lại Bách Tùng trong phòng y tế. Tiêu Hy đã lấy Bách Tùng ra làm ví dụ cho cuộc hùng biện nên các bạn nhờ cô đi lấy thêm thông tin về Bách Tùng. Tiểu Hy muốn bài viết có thêm tính xúc động nên hỏi Bách Tùng tuổi thơ có gặp khó khăn đau khổ gì để có ngày hôm nay không, nhưng cậu vốn không có gì để đau khổ cả. Chỉ có việc biếng ăn tuổi nhỏ, như vậy có được coi là đau khổ không nhỉ? Thu thập được thông tin về Bách Tùng, cô trở về lớp để tham gia hùng biện thì có cô bạn uống nước ngọt bị đau bụng phải nghỉ học. Nên cuộc tham gia hùng biện này Tiểu Hy sẽ được thay thế. Trên đường đi học về, Lục Dương lại tiếp tục bị đám côn đồ chấn lột tiền. Tĩnh Hiểu đi ngang qua thấy vậy liền đập vỡ chai nước mình đang uống ra dọa đám lưu manh kia. Thấy Tĩnh Hiểu cũng hơi chiến nên bọn chúng cũng hơi rén. Tên đầu sỏ bỏ chạy không quên gọi các đàn em chạy cùng. Năm người ngồi quán nước tra khảo Lục Dương, thì ra lúc nhỏ vì ốm yếu không có ai chơi cùng nên cậu bị bắt nạt suốt thời đi học. Bốn người họ an ủi Lục Dương rồi cũng kể lại câu chuyện hồi bé của mình ra. Những câu chuyện ngây ngô nhưng cũng rất hài hước làm cho cả bốn người cười tươi vui vẻ. Chỉ có Bách Tùng nhìn Giang Thần và Tiểu Hy lại thấy buồn. Tiểu Hy bên này đi theo thầy Lý đến rạp chiếu phim mua cùng bộ phim giống thầy Lý. Tĩnh Hiểu ngồi đằng xa ngắm nhìn thầy. Hôm sau Tĩnh Hiểu đến lớp cười không ngậm được mồm, lúc nào cũng mơ mộng rồi lấy hai tay áp má cười lắc đầu. Tình yêu này thật là lạ. Cuộc thi hùng biện đã đến, đội Tiểu Hy và Giang Thần cũng lên ngồi đối diện với đối thủ. Tiểu Hy đứng dậy phản biện nhưng cô ăn không nên đội nói không lên lời, nói ấp úng. Giang Thần bên cạnh phải viết ra tờ giấy tên Ngô Bách Tùng để Tiểu Hy lấy lại động lực hùng biện đội lớp bạn. Tiểu Hy nói xong khiến cho cả hội trường vỗ tay. Trời bắt đầu vào đông, Tiểu Hy mặc chiếc áo khoác vàng đạp xe mang đồ ăn sáng cho Giang Thần. Đi ngang qua Bách Tùng trông thấy hai người, cậu cất túi sưởi mua cho Tiểu Hy đi. Lên lớp cậu muốn đưa túi sưởi cho Tiểu Hy nhưng không dám đưa. Cứ cầm trên tay rồi suy nghĩ đến giờ ra chơi, Bách Tùng chạy đến ấn vào tay Tiểu Hy nói cho cô rồi chạy đi. Tiểu Kiều bị sốt có thể lây cúm gia cầm. Cô giáo lên lớp nhắc nhở học sinh không được la cà, phải về nhà luôn không sẽ bị lây cúm gia cầm. Trên lớp Lý Vi ngồi cạnh Tiểu Kiều, cả lớp tẩy chay cô vì sợ cô sẽ lây bệnh cho mọi người. Nhưng Tĩnh Hiểu và Tiểu Hy hiệp nghĩa gọi Lý Vi qua đây ngồi chung với hai cô. Điều này khiến cho Lý Vi rất cảm kích. Thầy Lý đi vào muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể mọi người. Tiểu Vi hắt hơi vài cái nên thầy Lý yêu cầu cô đi lên phòng y tế. Nhìn bóng cô đi mà hai anh chàng Bách Tùng và Giang Thần mặt ngơ ngác nhìn theo. Tiểu Vi lên phòng y tế sung sướng năm dài giờ ngủ một giấc. Cô đã mơ một giấc mơ mình bị trúng độc, Giang Thần bên cạnh đã nắm tay níu kéo cô lại. Giống y chang phim trường. Tiểu Hy bị đánh thức bởi tiếng của bác sĩ. Bác sĩ gọi cô dậy rồi nhốt cô vào một phòng riêng. Trên lớp Bác Tùng và Giang Thần không khỏi lo lắng. Tĩnh Hiểu cũng không biết sao mãi Tiểu Hy đi chưa về. Bốn người quyết định đi xuống phòng y tế thăm cô. Cảnh người đứng ngoài người ở trong trông giống tội phạm quá. Tại Bách Tùng đạp chân mạnh vào cửa nên bảo vệ đuổi chạy toán loạn. Giang Thần chưa kịp nói câu gì cũng phải đi. Tiểu Hy gọi điện cho mẹ mong mẹ sẽ đến cứu cô. Tiểu Hy kể lại tình hình cho mẹ nghe mà mẹ chỉ mắng cô rồi cúp máy. Bách Tùng đến thăm Tiểu Hy một lần nữa, nói chuyện cùng Tiểu Hy để Tiểu Hy bớt sợ hơn. Có cậu ngồi cùng làm trò khiến cô đỡ trống trải, tâm trạng phấn chấn hơn rất nhiều. Hai người đang cười đùa vui vẻ thì thầy giám thị đến đuổi Bách Tùng đi. Lý Vi bên này cũng đang bị sốt. Cô được bác sĩ đưa đến ở cùng Tiểu Hy, thấy cô bạn tình địch đến Tiểu Hy vui vẻ đón tiếp. Giang Thần đến đưa cho Tiểu Hy MP3 thì thầy giáo hiểu nhầm và đưa cho Lý Vi. Nhưng trong đó ghi âm là tên Tiểu Vi, cô nghe xong buồn bã gỡ tai nghe ra. Bách Tùng lấy túi sưởi của Tiểu Hy kẹp vào người rồi đo nhiệt độ. Bác sĩ thấy nhiệt độ của cậu cao nên đưa cậu xuống phòng y tế cùng Tiểu Hy và Lý Vi. Vậy là Tiểu Hy đã có người bầu bạn với cô rồi. Có kết quả từ bệnh viện, cả ba người họ đã không sao và được trở về lớp. Vừa ra bên ngoài, Tiểu Hy đã chạy đến bên Giang Thần vui vẻ cười nói rồi. Vậy là đại nạn qua khỏi, Tiểu Hy bình an vô sự trở về. Giáng sinh sắp đến, Tiểu Hy không biết tặng quà gì cho Giang Thần. Thấy cô không biết chọn quà nên Tĩnh Hiểu đã đưa ra vài gợi ý, tặng Giang Thần một chiếc khăn len tự tay Tiểu Hy đan. Trên đường đi học, Tiểu Hy mượn bao tay Lục Dương,
Thấy vậy Bách Tùng đi mua ngay cho Tiểu Hy bao tay mới, cậu nói đây là quà Giáng sinh cậu mua tặng cô nhưng cô đã từ chối, cậu lại nghĩ ra sáng kiến khác bảo Tiểu Hy đợi mình rồi chạy đi ra ngoài. Thì ra Bách Tùng đi mua bao tay cho mọi người tặng mỗi người một chiếc để Tiểu Hy nhận chiếc bao tay của mình. Tĩnh Hiểu về nhà Tiểu Hy để đan khăn. Được mẹ Tiểu Hy chỉ cho vài đường Tĩnh Hiểu đã học được, còn Tiểu Hy vẫn có vẻ hơi khoai, học mãi không được. Giờ ra chơi thấy Lý Vi cũng đan khăn còn màu giống mình nữa nên Tiểu Hy khiến cô nản chí không muốn đan nữa. Đúng là bộ môn đan lát thêu thùa này không dành cho Tiểu Hy mà. Mẹ Tiêu Hy phát hiện ra tấm thiệp Tiểu Hy định viết tặng Giang Thần. Bà lo lắng sợ con gái yêu đương sớm sẽ không còn tỉnh táo để học tập. Bà đi hỏi Giang Thần xem ở lớp Tiểu Hy yêu ai không, có hay đi ra ngoài chơi với bạn nào đó không, hoặc có thích một bạn nam nào đó không. Giang Thần đều trả lời không có. Bác ơi, bác đâu có biết người mà con gái bác yêu chính là cậu bạn Giang Thần này. Đến lớp Lý Vi gọi Giang Thần ra muốn tặng khăn mà Lý Vi tự tay đan cho Giang Thần. Tiểu Hy và Bách Tùng bên này đừng ngoài nghe lén, cô đau lòng buồn bã. Đang nghe lỏm câu chuyện thì Lục Dương ra nói to quá làm cô phải kéo hai người chạy đi. Lúc sau Tiểu Hy nhìn thấy ngăn bàn của Giang Thần có quà mà Lý Vi tặng. Về nhà cứ nghĩ đến chuyện đó cô lại buồn bực ngồi đờ đẫn không nói câu gì. Mẹ thấy Tiểu Hy như vậy liền ra hỏi dò xem cô đang yêu ai, thích ai, để ý ai, nhưng Tiểu Hy nửa câu cũng không nói. Sáng hôm sau Tiểu Hy đứng đợi Giang Thần, nhìn thấy cậu choàng khăn Lý Vi tặng khiến cô tức giận quay người bỏ đi. Tĩnh Hiểu bên này cũng đan khăn thầy thầy Lý. Co lên phòng y tế thấy trên bàn thầy có hộp quà, trong đó có chiếc khăn. Tĩnh Hiểu đau lòng cầm khăn đi về, ôm chiếc khăn buồn rầu được Tiểu Hy an ủi khiến Tĩnh Hiểu thấy vui vẻ hơn nhiều. Dù sao chiếc khăn đó cũng chưa chắc của thầy Lý, nhưng Giang Thần nhận khăn của Lý Vi là chắc chắn. Tiểu Hy đang buồn và đau khổ gấp mấy nghìn lần Tĩnh Hiểu. Trong lớp Tiểu Hy quay sang ngắm gương mặt Bách Tùng một cách mê mẩn. Nhưng liếc xuống ngăn bàn thấy chiếc khăn của Lý Vi, cô lại buồn bã quay đi. Cô giáo chủ nhiệm thông báo cả lớp ở lại trực nhật dọn dẹp vì mai có đài truyền hình đến. Cả lớp ở lại trực nhật đến tối muộn thì bỗng ngoài trời có tuyết rơi, tất cả học sinh đều ra đứng cửa sổ ngắm nhìn. Tiểu Hy cũng vậy, Giang Thần đứng sau cô ngắm nhìn cô thích thú với tuyết khiến cậu cũng vui vẻ. Chỉ có Bách Tùng trên sân thượng cầm hai chai tuyết nhân tạo xịt nấy xịt để thôi. Một lúc sau tuyết rơi thật, Tĩnh Hiểu quàng chiếc khăn cô tự đan cho Lục Dương khiến cậu bé vui như Tết. Giang Thần và Tiểu Hy bên này cũng lãng mạn dưới tuyết đầu mùa không kém. Cậu quàng chiếc khăn cho Tiểu Hy vì sợ cô lạnh. Chỉ có Bách Tùng đen đủi bị phạt chống đẩy 300 cái ở phòng giám thị mà thôi. Tiểu Hy trở về nhà tặng bố tấm thiệp Giáng sinh mà cô viết làm cho bố mẹ cô nhẹ nhõm vì giờ họ không còn nghĩ cô yêu đương nữa rồi. Cả lớp đã lên lớp 12 rồi, vậy là kỳ thi đại học không còn xa, nhưng bộ ba ăn phá thì liên tục bị cô giáo la mắng và lần nào Giang Thần cũng đứng ra giải vây giúp Tiểu Hy để cô không phải chịu phạt. Ở căng tin trường 5 người ngồi ăn trưa lại với nhau, Giang Thần gắp đồ ăn cho Tiểu Hy, cô vui vẻ đón nhận. Còn Bách Tùng đưa cả đĩa cho cô thì cô lại từ chối. Lục Dương thông báo sau đợt khám sức khỏe nhà trường sẽ cho tất cả học sinh ra ngoại ô chơi, đó là ra ven sông đốt lửa trại. Tiểu Hy vay tiền Bách Tùng để mua ít quà vặt cho buổi đốt lửa trại sắp tới. Bách Tùng hào sảng đưa cho cô cả ví của mình như thể chứng minh với Tiểu Hy tài sản của cậu đưa cho Tiểu Hy hết đó. Tĩnh Hiểu đi thuê thầy Lý vào rạp chiếu phim, cô đã mua vé ngồi cạnh thầy Lý nhưng Lục Dương đã đi theo cô còn làm kỳ đà cản mũi ngồi giữa hai người họ, khiến cho việc tỏ tình của Tĩnh Hiểu trở thành sương khói. Tiểu Hy và Bách Tùng bên này đi mua pháo hoa để đốt lửa trại, cậu dạy gái nhắc ông chủ báo giá cô rẻ, tí nữa cậu sẽ bù cho ông. Mua xong pháo hoa, bố Bách Tùng cũng lái xe đến đón cậu đi gặp huấn luyện viên quốc gia nên Bách Tùng tạm biệt Tiểu Hy lên xe bố đi về trước. Buổi dã ngoại cũng đã đến, mọi người lên xe khách, Lý Vi đã chen chân ngồi cùng Bách Tùng trước Tiểu Hy. Tiểu Hy đang ngồi với Tĩnh Hiểu nhưng cũng bị Lục Dương đẩy đi vì cậu muốn ngồi với cờ giúp của cậu. Bách Tùng bên này cũng được thầy huấn luyện viên quốc gia chọn cậu năm sau đi thi toàn quốc. Biết được tin này Bách Tùng rất vui vẻ vì đây là cơ hội tốt mở rộng tiền đồ của cậu nhóc. Tạm biệt bố và thầy huấn luyện viên, cậu đi đến chỗ Tiểu Hy ngay. Học sinh cả trường đã đến bãi cỏ ven sông cùng tham gia hoạt động ngoại khóa. Cả lớp chia nhau ra mỗi người đi nhặt nhánh cây để đốt lửa trại. Lý Vi liên tục tiếp cận Giang Thần là cho Tiểu Vi thấy bất an, sợ cờ rút mình sẽ phải lòng Lý Vi mất, không phải phở lo đâu cô bé. Giang Thần chắc chắn trong lòng cũng chỉ có Tiểu Hy mà thôi. Đốt lửa lên mọi người mở party nhảy nhót hát hò nướng thịt ầm ĩ. Tiểu Hy lôi Tĩnh Hiểu ra nhờ cô, tí nữa cô kéo Giang Thần đến nhờ cô bạn đốt pháo hoa dùng mình. Tĩnh Hiểu vẫn còn ngơ ngác thì Tiểu Hy đã hẹn Giang Thần ra rồi. Giang Thần đi ra cùng Tiểu Hy nhưng Lý Vi đuổi theo sau tâm sự mỏng với Giang Thần. Lý Vi còn ôm Giang Thần. Tiểu Dương nhìn gà hóa quốc nên đã đốt pháo hoa. Tiểu Hy nhìn thấy tất cả đau lòng, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Lý Vi nhân cơ hội định hôn Giang Thần nhưng thật may cậu đã từ chối. Bách Tùng che mắt Tiểu Hy lại rồi kéo cô đi ra khỏi nơi tối tăm này. Trên đường ngồi trên xe Tiểu Hy khóc hết nước mắt khiến cho Giang Thần và Bách Tùng đau lòng. Bách Tùng đưa cô về nhà, Giang Thần đi theo đằng sau. Cô tạm biệt Bách Tùng lên nhà. Bách Tùng đối mặt với Giang Thần nói cậu thích Tiểu Hy nhưng cô chỉ thích cậu. Sau này Bách Tùng cũng không thích Tiểu Hy nữa. Giang Thần đi lên nhà mặc kệ Bách Tùng. Tiểu Hy bên này lôi bức tranh vẽ hai người ôm nhau giữa trời pháo hoa đau lòng mà xé đi.
Đoạn tình cảm này chỉ có cô là chân thành thôi. Đến lớp Tiểu Hy cự tuyệt với Giang Thần, cô không nói chuyện không gặp mặt. Nhìn thấy Giang Thần đi lối này cô sẽ đi lối khác. Tĩnh Hiểu hỏi Tiểu Hy có chuyện gì xảy ra thì cô chỉ nói chắc Giang Thần thích người khác rồi. Tĩnh Hiểu kéo Tiểu Hy ra chỗ thoáng, Tiểu Vi khóc không ngừng. Cô đã cố gắng như vậy rồi mà Giang Thần vẫn không thích cô. Giang Thần cũng áy náy vì chuyện tối qua, cậu đã mua đồ ăn vặt cho Tiểu Hy nhưng bị cô gạt đi. Bách Tùng nhặt lên ném trả cho Giang Thần, Tiểu Hy bỏ ra khỏi lớp, Bách Tùng đi theo đưa nước cho cô uống. Lý Vi thất thần đi qua không may va phải Tiểu Hy làm nước đổ vào người, cô ta hét lớn trách Tiểu Hy. Giang Thần chạy ra bảo Lý Vi về lớp, để lại Tiểu Hy mặt như muốn khóc ở đó nhìn hai người. Giang Thần biết rõ Tiểu Hy đang rất giận mình. Cậu nhờ Lục Dương quân sư để giúp cậu lấy lại được tình cảm của Tiểu Hy. Trong phòng piano, Giang Thần đã đánh một bản nhạc cho Tiểu Hy nghe. Cô đứng ngoài nhìn khuôn mặt ưu tú, ánh mắt dịu dàng của cậu khiến cho Tiểu Hy có chút dao động rồi. Cuộc đời không giống như ta nghĩ, Lý Vi liên tục tiếp cận Giang Thần. Điều đáng giận của Giang Thần là không từ chối cô bạn đó. Liên tục để Lý Vi gần mình khiến cho Tiểu Hy thấy không vui. Bách Tùng đạp xe chở Tiểu Hy đến bể bơi, cậu biểu diễn vài chiêu cho cô xem. Nhưng sau lần bị ngã xe đạp, cánh tay của Bách Tùng liên tục đau buốt, Tiểu Hy đưa cậu đến bệnh viện. Khám xong, Bách Tùng đi ra nói không sao để Tiểu Hy yên tâm đi về. Bách Tùng chạy đến đưa ô cho Tiểu Hy và dặn cô về đến nhà nhắn tin cho cậu. Bác sĩ nói với bố Bách Tùng do cậu vận động quá sức nên cơ thể bị tổn thương, nếu còn tiếp tục diễn ra e rằng chuyện không hay sẽ xảy ra. Giang Thần đứng che ô đợi cô về, nhìn thấy cô đang gọi điện cho Bách Tùng. Cậu nắm chặt chiếc ô trên tay. Sáng hôm sau lớp có bài kiểm tra, Lý Vi vì áp lực chuyện vào đội tuyển của trường nên đã coi cóp tài liệu gian lận trong thi cử. Lý Vi bị thầy quản sinh bắt nộp cô lên cho cô chủ nhiệm. Chuyện này khiến cả lớp bàn tán xôn xao. Vừa vào lớp, Lý Vi đã nghe những lời nói không hay về mình. Thì ra Lý Vi bị mắc chứng trầm cảm nhẹ. Tâm lý cô bé bị áp lực quá, gia đình cũng không trọn vẹn nên tất cả đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của Lý Vi. Tiểu Hy bên này đang đi thì gặp Giang Thần, cô vội vàng bỏ chạy nên bị vấp ngã. Giang Thần lại gần bế Tiểu Hy lên, đặt cô nhẹ nhàng bên đường rồi lấy nước nóng rửa tay cho cô. Hành động của Giang Thần làm cho Tiểu Hy ngoan ngoãn ngồi im nghe lời cậu. Thấy Tiểu Hy chỉ bị nhẹ, Giang đã cõng cô lên trên lưng, nhẹ nhàng giải thích cho cô nghe tất cả mọi chuyện của cậu và Lý Vi. Tiểu Hy nấp sau cửa nhìn ra ngoài, Lý Vi đưa tờ giấy cho Giang Thần. Đúng lúc Bách Tùng đi đến gọi Tiểu Hy, cô giật mình đi vào lớp còn cậu đứng đó cà khịa Giang Thần. Bách Tùng khen Lý Vi và Giang Thần đúng là trai tài gái sắc đang hẹn hò hành lang. Giang Thần đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Bách Tùng. Chuyển cảnh, Lục Dương kéo tay Tiểu Hy đi đến thư viện học. Lúc này Giang Thần cũng đến, cô muốn bỏ chạy nhưng được Giang Thần giữ lại. Hai người cùng ngồi cạnh nhau học bài. Ngồi cạnh Giang Thần, Tiểu Hy tim đập loạn, nhịp bài nào Tiểu Hy cũng thấy khó. Giang Thần giảng bài cho cô nhưng cô không hiểu, ngồi cắn bút. Giang Thần tiện tay cầm bút vén mái tóc Tiểu Hy lên, làm cô ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Tiểu Hy nói chuyện của Lý Vi, nếu Giang Thần không muốn kể sau này cô cũng không hỏi nữa. Chỉ mong cậu sau này đừng chơi với Lý Vi nữa. Tĩnh Hiểu đi cầm lon nước muốn đưa cho thầy Lý. Cô lén vào phòng thầy để lại lon nước trên bàn. Lục Dương đi qua thấy Tĩnh Hiểu từ phòng y tế đi ra cũng lén lút vào xem. Thấy lon nước của Tĩnh Hiểu ở đó, cậu đi về lớp buồn rầu lấy hết lọ vitamin C tặng Tĩnh Hiểu ra rồi thả vào bình nước. Tĩnh Hiểu đi về thấy vậy liền đẩy Lục Dương ra hét lớn lên, cậu bị điên à. Lục Dương quay người lại nói, đúng vậy, tôi đang điên đây, và bỏ đi. Giang Thần theo Lục Dương lên sân thượng, cậu bé như muốn phát tiết hết điều bực dọc trong lòng. Lục Dương cảm thấy mình ngu ngốc khi ngày nào cũng quấn quýt bên Tĩnh Hiểu như vậy. Tối đến Lục Dương vẫn u buồn không thôi. Cậu đến sân bóng ngồi ôm mặt nhớ về những điều đẹp đẽ của mình với Tĩnh Hiểu. Sáng hôm sau Tiểu Hy và Tĩnh Hiểu đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng hét của cô bạn gọi tên Lý Vi. Hóa ra cô đã đi lên sân thượng định làm chuyện dại dột, may mà có Giang Thần và thầy Lý lên kịp kéo cô xuống cứu cô một mạng. Mẹ Lý Vi lên phòng ban giám hiệu la lối om sòm khiến thầy giám thị mọi hôm hung hăng là vậy nay cũng hóa chú mèo con. Bà mẹ tức giận vì nhà trường kê thuốc an thần cho Lý Vi uống. Bà ta muốn báo cảnh sát thì Lý Vi đã khai ra là thầy Lý kê thuốc an thần cho mình. Tĩnh Hiểu đi tìm Lý Vi nói lý lẽ vì đây là thuốc cô tự trộm lấy chứ thầy Lý không kê cho cô. Thầy Lý tội nghiệp bị đuổi việc làm cho Tĩnh Hiểu không can tâm đứng chặn thầy nói chuyện. Nghe thầy Lý nói cũng có ý đúng, Tĩnh Hiểu đành nghe theo rồi đi vào lớp. Đang giờ học, Tĩnh Hiểu chạy đến phòng ban giám hiệu thú nhận với thầy cô là do mình đã trộm thuốc đưa cho Lý Vi chứ thầy Lý không có tội. Thầy cô mang Tĩnh Hiểu lên lớp thông báo khiến cho Lục Dương có cái nhìn sai về Tĩnh Hiểu, cậu ta tức giận đá bàn rồi chạy đi. Thật tâm chỉ có cô biết Lý Vi trộm thuốc làm liên lụy đến thầy Lý, Tĩnh Hiểu muốn đứng ra bảo vệ thầy mà thôi. Tối đêm Tiểu Hy và Giang Thần cùng lên xe buýt đi về. Cậu lén đút lon nước vào cặp cô, tại trường học mọi người bàn ra tán vào về Tĩnh Hiểu khiến Lục Dương không thể chịu được bỏ đi ra ngoài. Một mình cậu chạy mà bốn người khác đuổi theo, chạy đến giữa sân trường Lục Dương hoa mắt chóng mặt rồi ngất đi. Thầy Lý cấp cứu sơ qua cho Lục Dương, trong lúc tình hình cấp bách thầy Lý đã tự quyết định tiêm thuốc cho Lục Dương. May thầy Lý đã cứu Lục Dương qua cơn nguy kịch khiến cho mọi người vui sướng nhẹ nhõm thở phào. Tĩnh Hiểu đến phòng thầy Lý tạm biệt thầy. Tiểu Hy, Giang Thần, Bách Tùng cũng đến chào thầy.
thầy Lý vui vẻ vì đã làm tròn trách nhiệm cứu người và bảo vệ học sinh của mình. Thầy rời đi cũng không có gì phải hối hận. Hôm sau Tĩnh Hiểu bị thầy giám thị bắt đứng lên trước toàn trường vì những việc cô gây ra, thầy bắt Tĩnh Hiểu đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Lục Dương xuất hiện với mái tóc xanh đỏ tím vàng đứng lên đọc thay cô bản kiểm điểm, đứng trước mic cậu đã thổ lộ lòng mình. 3 năm cấp 3 Lục Dương đã thích cô cả 3 năm. Cậu thích Tĩnh Hiểu rất thích, nói xong Lục Dương quay lại nhìn Tĩnh Hiểu mỉm cười. Tiết thể dục Tiểu Hy nói hôm đó Lục Dương rất ngầu, cô cũng rất nhớ Lục Dương. Không biết cậu đã nhuộm lại tóc chưa, vào lớp Tĩnh Hiểu cũng nhớ Lục Dương nhìn bàn ghế của cậu trống trải. Cô cũng có chút buồn trong lòng, Lục Dương bên này đang ở bệnh viện cũng rất nhớ các bạn. Tiểu Hy rủ mấy người bạn của mình đến thăm Lục Dương. Tĩnh Hiểu nói không đến nhưng cuối cùng vẫn mang đến bánh kẹo vào thăm cậu. Cô còn cẩn thận đi photo bài tập cho Lục Dương, cô sợ cậu lên lớp không hiểu bài. Lục Dương từ chối khiến bầu không khí ngượng ngùng, ra về Tĩnh Hiểu trầm mặc đi về trước. Còn Giang Thần, Bách Tùng và Tiểu Hy đến quán pizza, hai cậu bạn quyết định đấu với nhau một trận. Giang Thần vừa xuất chiêu thì Bách Tùng đã thể hiện tài năng trước mặt Tiểu Hy rồi. Thôi trò này coi như Bách Tùng thắng chứ còn thành tích học tập thua Giang Thần nha. Giang Thần lôi Tiểu Hy về cùng mình khiến Bách Tùng tức muốn ói máu. Về gần đến nhà mẹ Giang Thần gặp hai người liền lại gần Giang Thần hỏi cậu có muốn thi vào Đại học Thanh Hoa không? Tiểu Hy nghe xong có chút buồn. Thành tích học tập như cô thì làm sao lên được Bắc Kinh chứ? Tại hồ bơi cánh tay của Bách Tùng như nặng thêm, có lẽ nào Bách Tùng không thể bơi được nữa hay không? Bách Tùng đến trường gặp Tiểu Hy, hai người đang nói chuyện cười đùa vui vẻ thì Giang Thần gọi Tiểu Hy lại bảo cô lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm. Tiểu Hy đi lên cô giáo chưa đánh Tiểu Hy đã nhận hết lỗi lầm về mình. Nhưng thực ra cô giáo đâu có gọi Tiểu Hy, chỉ là Giang Thần nóng mắt không muốn cô bên cạnh Bách Tùng thôi. Tĩnh Hiểu đi thăm Lục Dương thấy cậu đang học phụ đạo với thầy giáo liền đứng ngoài đợi cậu. Cô y tá vào nhắc Lục Dương nên gọi bạn vào. Cậu liền nói với y tá bảo với Tĩnh Hiểu rằng Lục Dương xuất viện rồi. Chuyển cảnh tại trường học, bố của Bách Tùng đi tìm Tiểu Hy mời cô ấy đi ăn nhà hàng. Ông muốn nhờ Tiểu Hy động viên Bách Tùng, ông lo cho tâm trạng của con trai không tốt nên đã nhờ cô an ủi cậu. Tiểu Hy cũng đồng ý với ông sẽ bên cạnh Bách Tùng. Chiều tan học Tiểu Vi đi đến nhà bà Bách Tùng thấy cậu mặc bộ đồ ngủ màu vàng trông rất dễ thương. Bách Tùng ngại ngùng chạy vào thay quần áo. Bà Bách Tùng tưởng Tiểu Hy là bạn gái cậu nên nói hai người rất giống nhau. Tiểu Hy hỏi Bách Tùng có phải bị thương rất nặng đúng không còn không thể thi đấu quốc gia. Bách Tùng thấy vậy kéo Tiểu Hy đi học. Từ bây giờ cậu phải trở thành học sinh ngoan rồi. Tiểu Hy nghĩ Bách Tùng làm gì cũng được miễn sao cậu luôn là chính mình. Vui vẻ lạc quan và thích những điều mình làm. Hai người líu lo đến lớp Giang Thần thấy vậy liền tức giận bỏ đi. Cậu đứng ngoài hành lang một lúc rồi mới vào lớp. Vừa vào lớp có người thông báo thầy giám thị muốn gặp Giang Thần. Bước đi vài bước thấy Tiểu Hy không chú ý gì đến mình Giang Thần đập mạnh chai nước xuống bàn rồi bỏ đi. Cậu mang tờ thông báo tuyển sinh đến Tiểu Hy bảo cậu đã nói không đi học ở Bắc Kinh nữa mà. Giang Thần lạnh lùng trả lời, cơ hội tốt như vậy sao lại từ bỏ. Tiểu Hy mặt buồn chúc Giang Thần thành công. Ngày mà Giang Thần đi Bắc Kinh Tiểu Hy đứng đợi cậu dưới nhà để tiễn cậu. Hôm nay Giang Thần đều mặc quần áo mới rất đẹp, Tiểu Hy tin rằng cậu sẽ đỗ vào Đại học Thanh Hoa. Giang Thần nhẹ nhàng đưa tay lên véo má cô, anh nói rằng biết đâu anh sẽ trượt. Một buổi sáng đẹp trời Tiểu Hy được 4 điểm toán dạy cho Bách Tùng 2 điểm toán đúng là đôi bạn cùng tiến. Đến đoạn bài bế tắc Tiểu Hy không tìm ra hướng giải liền hẹn Bách Tùng mai học tiếp. Thời gian này các bạn học sinh lớp 12 đang chạy đua với thời gian, chỉ còn 100 ngày nữa là kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mỗi người đến. Thầy cô cùng học trò đồng lòng ôn thi luyện tập. Giang Thần lên Bắc Kinh thi xong rồi trở về trường nhận được lời chúc mừng cô giáo và tràng vỗ tay của các bạn. Cô giáo yêu cầu mỗi bạn viết lên trường đại học mà mình muốn vào. Tiểu Hy không biết viết gì vì cũng không biết mình muốn làm gì. Cô ngó sang nhìn Giang Thần thấy cậu viết ước mơ của mình liền quay xuống nhìn Bách Tùng. May quá ít ra còn có Bách Tùng giống mình đều không biết sẽ học ở trường nào cả. Tiểu Hy và Bách Tùng cùng ngồi ở thư viện học bài. Bách Tùng hỏi Tiểu Hy nếu như cậu ấy bỏ cuộc thì cô có buồn không? Tiểu Hy chỉ thấy tiếc cho Bách Tùng chứ không thấy buồn. Người buồn nhất có lẽ chính là Bách Tùng và người nhà của cậu ấy. Bách Tùng cười rồi nói cô đừng lo lắng cho cậu, rồi hỏi sau này Tiểu Hy muốn làm gì. Ước mơ của Tiểu Hy có nhiều lắm, cảnh sát, nghiên cứu khoa học, giáo viên ngôi sao nhiều lắm, vì có ai đánh thuế ước mơ đâu, nhưng có lẽ cô thích nhất vẫn là vẽ vời. Lục Dương trong bệnh viện trốn Tĩnh Hiểu liền trùng chăn nhưng Tĩnh Hiểu biết cậu ở đây rồi, cô muốn mang đến cho cậu để luyện thi nhưng Lục Dương từ chối điều này khiến Tĩnh Hiểu tức giận đi về. Ra gần đến cửa Lục Dương bảo Tĩnh Hiểu đừng đến đây nữa làm cô phải quay lại nói muốn quan tâm cậu mà cậu không cần thì cô xé hết đi. Tĩnh Hiểu ra về rồi Lục Dương cúi xuống nhặt và nghĩ tính khí như cô chỉ có cậu mới chịu được, chứ làm gì có ai chịu nổi nữa. Giang Thần đến thăm Lục Dương và kể cho cậu ấy nghe cậu muốn học y để ở cạnh Tiểu Hy. Lục Dương tin vào quyết định của Giang Thần. Giang Thần cùng nói quyết định của mình cho mẹ nghe. Mẹ Giang Thần không đồng ý với cậu điều đó nhưng bà vẫn bảo có kết quả học tập rồi tính tiếp. Tiểu Hy gọi Giang Thần đến lớp giảng bài cho cô nhưng cậu ngủ gật trên bàn. Thời gian chậm chậm qua, Tiểu Hy đứng lên cũng muốn hôn vào má cậu nhưng Giang Thần lại mở mắt. Làm cho Tiểu Hy ngại ngùng ngồi xuống,
Cảnh này đúng lúc Bách Tùng trông thấy cậu buồn bã đi ra ngoài. Đến sân thể dục, Bách Tùng không may bị bóng sút trúng mặt, máu mũi chảy ra. Lên phòng y tế, nước mắt cậu lăn dài trên má, không biết vì do đau ở mũi hay do đau trong lòng nữa. Trong lớp đang học bài, Bách Tùng nhận được tin bà nội đi lạc, cậu hớt hải chạy đi tìm bà. Tiểu Hy và Giang Thần cũng chạy theo đi tìm. Trên đường, Giang Thần nhìn thấy bà nội Bách Tùng liền lại gần, khiến bà hoảng loạn còn cắn vào tay cậu. Bệnh của người già nên bà đã nhận nhầm Giang Thần là Bách Tùng, khiến cho Bách Tùng như muốn khóc. Người bà mà hết mực yêu thương Bách Tùng cũng không còn nhận ra cậu nữa rồi. Quay lại trường học, ba người bị phạt đứng phạt bên ngoài lớp. Bố Bách Tùng đưa cậu đến làm thủ tục nghỉ học để tập trung vào bơi lội. Tiểu Hy nói Bách Tùng sẽ chọn bơi lội mà cố lên. Tĩnh Hiểu cũng an ủi, có phải mọi người sẽ không gặp nhau nữa đâu mà buồn. Còn Giang Thần nhìn Bách Tùng ngầm hiểu rồi gật đầu, đúng là đàn ông nói ít hiểu nhiều. Tối đến, Tiểu Hy đến phòng sinh hoạt tìm Bách Tùng. Cậu đứng từ sân khấu bước ra nói rằng Tiểu Hy rất dễ thương. Cô là người đầu tiên đến cổ vũ cho cậu. Điều mà Bách Tùng viết vào giấy thích Tiểu Hy cũng là thật. Cậu chạy xuống lau nước mắt cho cô. Bách Tùng đến nói lời tạm biệt Tiểu Hy vì cậu sẽ không thích cô nữa, đến lúc cậu phải đi theo đuổi ước mơ của mình. Nói rồi cậu chạy vào sân khấu. Tuổi học trò ai cũng có khoảng thời gian đẹp đẽ, tình cảm tuổi học trò ngây thơ trong sáng và hồn nhiên, nhưng nó cũng trôi qua nhanh như một cơn gió thoáng qua. Kỳ thi cuối cùng của thời học sinh kết thúc, cô giáo đến lớp với buổi học cuối cùng. Đứng trên bục giảng, cô nói ra hết tâm tư trong lòng, cô giáo mong tất cả học trò của mình có tiền đồ như gấm. Mọi điều đều thuận lợi, buổi học cười cùng khiến cho tất cả học sinh đều trầm lặng buồn bã. Ngày biết điểm, Tiểu Hy không dám nhìn điểm của mình, bố mẹ Tiểu Hy nói cô được 549 điểm vậy là được rồi. Tiểu Hy chạy đến báo tin cho Giang Thần biết, hai người đi rủ nhau đi uống nước ép. Tiểu Hy tin rằng Giang Thần cũng sẽ đỗ đại học thôi. Ngày đăng ký nguyện vọng đến, mẹ Giang Thần đến lớp muốn đổi nguyện vọng của Giang Thần. Cậu chỉ nói với mẹ mình nếu mẹ đổi nguyện vọng của cậu ấy thì cậu sẽ bỏ học, biết được tính con trai mình bà không dám đổi nữa. Giang Thần bước ra ngoài gọi Tiểu Hy về, trên đường về Tiểu Hy thấy Giang Thần cũng bướng bỉnh quá. Cô cũng thấy tiếc cho cậu vì trường Thanh Hoa thực sự rất tiềm năng. Ngày công bố trúng tuyển ai cũng vui mừng vì mình đã đỗ đại học mơ ước. Riêng chỉ có Tiểu Hy ngồi sững sờ trước máy tính, cô trượt đại học rồi. Nước mắt lại lăn dài trên má, Giang Thần gọi cho Tiểu Hy cũng không được. Cậu sang nhà gõ cửa muốn gặp cô, Tiểu Hy mở cửa cho Giang Thần và cô ngồi xuống phụng phịu khóc. Giang Thần rủ cô đi ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Bách Tùng bên này cũng đang rầu rĩ vì cánh tay cậu bị thương đã không còn bơi nhanh như trước. Ngồi nghe MP3 cậu như lấy lại tinh thần và lần này cậu lội dòng bơi nhanh nhất. Bách Tùng gọi cho Tiểu Hy nhưng cô không nghe máy. Tiểu Hy khóc lớn như đứa trẻ, cô phải làm sao đây, cô rất sợ. Giang Thần thấy vậy khuyên Tiểu Hy nên thi lại, chọn ngành thi năng khiếu hội họa, như vậy sẽ giúp Tiểu Hy dễ đạt điểm hơn. Nghe những lời cờ rút mình nói, Tiểu Hy phấn chấn hơn. Cô về nhà thông báo với bố mẹ cô sẽ thi lại, đúng lúc TV chiếu hình ảnh Bách Tùng giành quán quân. Cậu nói trên TV rằng bắt đầu lại không đáng sợ đâu. Bách Tùng gọi tên Tiểu Hy nói rằng học lại không đáng sợ đâu. Tiểu Hy bây giờ được cả nước biết thi đại học lại. Ngày Giang Thần lên trường nhập học, cậu nói sẽ đợi Tiểu Hy cùng cậu đến Chiết Giang. Tiểu Hy gật đầu đồng ý, ở nhà cô bắt đầu đi học vẽ để năm tới sẽ thi đại học. Đang chăm chỉ học hành vẽ vời thì ba người bạn đến thăm Tiểu Hy. Lúc sau có Bách Tùng đến thăm cô, năm người cười nói vẫn vui vẻ như ngày nào. Rồi một ngày Tiểu Hy cũng đã thi đậu vào đại học Chiết Giang, cả lớp cùng đến gặp nhau trong buổi họp mặt. Tiểu Hy bị bạn bè ép uống rượu nên cô say ngoắc cần câu không biết gì, cả Tĩnh Hiểu cũng say bét nhè được Lục Dương đưa về. Còn Tiểu Hy, Bách Tùng và Giang Thần ở lại. Giang Thần đưa Tiểu Hy về nhà, cậu đã ghé vào môi cô rồi hôn cô nhẹ nhàng. Nụ hôn đầu tiên của Giang Thần và Tiểu Hy thật ấm áp và đáng yêu. Tiểu Hy bắt đầu đi đến trường đại học. Thật may Tiểu Hy và Giang Thần học cùng trường với nhau. Tối hôm đó Giang Thần ngồi cạnh Tiểu Hy, cả nhóm bắt đầu chơi trò chơi nhưng Giang Thần muốn rời khỏi đó liền bảo Tiểu Hy cứu mình. Tiểu Hy giả vờ đau bụng rồi Giang Thần nói đưa bạn gái mình về nghỉ. Hai người đi ra khỏi bữa tiệc đó, Tiểu Hy không tin vào tai mình hỏi lại Giang Thần có phải cô là bạn gái cậu không. Giang Thần nói đúng nên cô đã sung sướng vui mừng. Từ nay về sau Tiểu Hy chính thức là bạn gái của Giang Thần. Sáng hôm sau Tiểu Hy đi dạo cùng Giang Thần, cô hỏi cậu đã nghe bài hát này chưa rồi cô hát cho cậu nghe. Giang Thần hiểu ý Tiểu Hy liền nắm tay cô rồi lấy ngón tay đan vào tay cô. Tối đến hai người đang ăn tối với nhau, Giang Thần hẹn Tiểu Hy lát nữa đi học bài cùng cậu. Tiểu Hy nghe xong phụt một cái sợi mì bay vào ly nước bên cạnh. Cô xấu hổ, Giang Thần ra ngồi cạnh khoác vai Tiểu Hy nói cậu không nhìn thấy gì cả. Tiểu Hy vui sướng chạy đi kể cho Tĩnh Hiểu nghe chuyện Giang Thần ôm cô. Tĩnh Hiểu nói y chỉ có cái ôm mà làm Tiểu Hy đã vui sướng như vậy rồi. Tĩnh Hiểu mong hai người đẩy nhanh tiến độ. Tối hôm đó Tiểu Hy mặc chiếc váy xinh đẹp ngồi cạnh Giang Thần trong khu vườn thơ mộng. Tiểu Hy bày tỏ muốn được hôn Giang Thần, cậu ấy bảo cô nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng hôn cô. Tuy nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm Tiểu Hy đứng hình. Tiểu Hy thấy mình mặc chiếc váy này trông hấp dẫn với Giang Thần hay do mùi tinh dầu của cô làm cậu kích thích. Giang Thần cũng thành thật trả lời môi kề môi với cậu cũng chỉ giống như mấy chỗ da khác chạm vào nhau, không có gì khác biệt.
Nghe thôi cũng đủ hiểu cậu bạn Giang Thần này lãng xẹt như nào rồi. Chuyển cảnh Giang Thần đến gặp Tiểu Hy thông báo Lục Dương phải làm phẫu thuật tim nhưng cậu ấy không muốn để Tĩnh Hiểu biết. Ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, Tĩnh Hiểu không nên biết thì tốt hơn. Lục Dương nằm viện, Tĩnh Hiểu đến. Hóa ra Giang Thần nói cho cô biết Lục Dương nằm viện phẫu thuật, chính ra Tiểu Hy còn đáng tin hơn anh. Tĩnh Hiểu nắm chặt tay Lục Dương, cả hai cùng xem TV, trên đó có chiếu Bách Tùng, người bạn đáng trân trọng của cả nhóm. Lục Dương vào phòng phẫu thuật, Tĩnh Hiểu ôm mặt khóc nức nở. Một tháng sau, Tĩnh Hiểu đến thăm Lục Dương, đòi cậu phải đưa cho cô điện thoại, máy chơi game, đồ ăn và tất cả những thứ đó không hề tốt cho cậu. Tiểu Hy bên này cũng đi làm thêm tại cửa hàng trà sữa, cô phải mặc bộ gấu hồng đi phát tờ rơi quảng cáo. Giang Thần thấy Tiểu Hy vất vả nên muốn đến giúp cô. Nhờ có khuôn mặt đẹp trai như soái ca của cậu mà tờ rơi phát nhanh chóng. Nhưng điều này cũng làm Tiểu Hy ghen nổ mắt. Tối đó Giang Thần hẹn gặp Tiểu Hy xuống tặng cô bảng vẽ cảm ứng khiến cô rất vui, chạy lên trên cầu thang thì bị cậu giữ lại ghì xuống. Tiểu Hy ngại ngùng hôn chụt vào môi Giang Thần một cái rồi chạy lên lầu. Giang Thần có cuộc phẫu thuật anh được thầy chủ nhiệm khen hết lời. Anh hoàn thành rất tốt, vào phòng thay đồ nhận được điện thoại của Tiểu Hy, còn chưa kịp nói rất nhớ anh mà Giang Thần đã cúp máy. Bây giờ tất cả những cô cậu học trò năm xưa đã trưởng thành hết rồi, Tiểu Hy cũng đi xin việc tại công ty sách. Cô đi đôi giày cao gót, mặc chiếc váy công sở trông người lớn hẳn. Phỏng vấn xong, Tiểu Hy tới bệnh viện tìm Giang Thần, cô muốn rủ anh đi ăn trưa. Vừa xoay người thì anh lại tiếp tục có ca phẫu thuật, Tiểu Hy đành phải tạm biệt Giang Thần và thông cảm cho công việc của anh. Giang Thần là một bác sĩ thực tập ưu tú nên anh được trưởng khoa cất nhắc đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, ở Bắc Kinh thực tập 4 năm. Trưởng khoa bảo Giang Thần về suy nghĩ rồi có gì báo lại với ông. Rời khỏi bệnh viện, Giang Thần đi tìm Tiểu Hy ngay, anh nhớ cô không thể chịu nổi. Giang Thần cũng chỉ gặp được Tiểu một chút rồi phải về bệnh viện ngay. Thấy Tiểu Hy mong nhớ mình như vậy, Giang Thần cũng không lỡ xa cô. Anh đến gặp trưởng khoa từ chối ông đến Bắc Kinh tập huấn. Trưởng khoa thấy tiếc cho Giang Thần nên vẫn khuyên nhủ anh và đưa ra nhiều lợi ích cho việc đến đó. Tiểu Hy bên này đi thuê nhà một mình, cô muốn gọi Giang Thần đi cùng nhưng anh có 2 ca phẫu thuật. Tiểu Hy không lỡ làm phiền anh nên đã nói dối rồi đi một mình. Cô gặp phải tên môi giới nhà suýt nữa làm hại cô. Tiểu Hy hai hàng nước mắt sợ hãi đi tìm Giang Thần nhưng lúc này Giang Thần đã ở trong phòng phẫu thuật rồi. Tiểu Hy còn nghe được từ cô y tá nói rằng cậu sẽ đi tu nghiệp ở Bắc Kinh. Cô càng buồn hơn, ngồi đợi Giang Thần ở ghế bệnh viện, Giang Thần đi đến vỗ về cô nhưng Tiểu Hy đã từ chối. Đúng lúc này anh có điện thoại, Tiểu Hy bước về nói sẽ không thích Giang Thần nữa. Nhìn bóng cô khuất xa dần, anh đau lòng quay lại bệnh viện. Tiểu Hy đi tìm Tĩnh Hiểu bầu bạn, cô bạn khuyên Tiểu Hy nên bình tĩnh hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp đã. Tiểu Hy thấy cô đơn trong chính mối quan hệ tình cảm này. Lần nào kết thúc cuộc trò chuyện cũng là Giang Thần có cuộc phẫu thuật. Chuyển cảnh bên này trong phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật của bệnh nhân không được suôn sẻ. Giang Thần gỡ khẩu trang xuống buồn bã đi ra, người nhà bệnh nhân khóc rất nhiều, Giang Thần cúi người xin lỗi họ. Tối đến anh đứng trước ký túc xá của Tiểu Hy, Giang Thần muốn ôm Tiểu Hy để lấy thêm động lực tinh thần, cô đã từ chối anh. Tiểu Hy vẫn còn rất giận Giang Thần vì anh đã đồng ý đi Bắc Kinh mà không nói với cô. Tiểu Hy quay lại ký túc xá mặc kệ Giang Thần đứng đó. Sau ca phẫu thuật thất bại cùng lời trách móc của Tiểu Hy, Giang Thần quyết định đi đến Bắc Kinh tu nghiệp ở nơi xa. Tiểu Hy cũng chuyển ký túc xá. Cô được anh bạn của Lục Dương đến giúp đỡ. Lúc này Giang Thần cũng đến, nhìn từ xa anh gọi điện cho Tiểu Hy muốn gặp cô. Nhưng cô đã nói dối, Giang Thần tức giận cúp máy rồi rời đi. Ngày Giang Thần đi, anh đã gọi cho Tiểu Hy vì muốn gặp cô lần nữa. Tiểu Hy cũng đã đến nhưng không còn kịp nữa. Cứ như vậy hai người đã bỏ lỡ nhau. Tiểu Hy khóc giữa sân bay nhìn máy bay đưa Giang Thần rời xa cô. 4 năm sau, Ngô Bách Tùng bây giờ đã là người nổi tiếng, anh có rất nhiều cô gái săn đuổi. Anh đợi Tiểu Hy ở dưới nhà chờ cô đi bằng chiếc xe ô tô của mình. Bố của Tiểu Hy ốm nặng đã nằm bệnh viện nơi Giang Thần làm việc. Tại đây hai người đã gặp nhau. Liệu rằng hai người có viết tiếp câu chuyện tình còn đang dang dở của mình hay không? Tiểu Hy cất tiếng gọi Giang Thần thì Bách Tùng chạy đến hỏi bệnh tình bố cô. Bố Tiểu Hy gãy xương nặng nên phải đợi lịch của bệnh viện. Giang Thần đã giúp bố cô đẩy lịch để phẫu thuật sớm nhất. Tối hôm đó Giang Thần lái xe chở Tiểu Hy về nhà. Cô mời anh lên nhà muốn nấu mì cho anh ăn. Tiểu Hy nấu xong bát mì mang ra cho Giang Thần, anh đã ngủ mất rồi. Có lẽ anh đã rất mệt mỏi vì công việc. Đến lúc anh tỉnh dậy thì bát mì cũng trương phồng lên rồi. Hai người bối rối nhìn nhau rồi lại né tránh. Trước khi về, Giang Thần không quên chê Tiểu Hy nấu quá mặn. Giang Thần bác sĩ giỏi phẫu thuật cho bố Tiểu Hy nên ca phẫu thuật rất thành công. Tiểu Hy cảm ơn Giang Thần, anh vẫn lạnh lùng rời đi. Sang hôm sau, mẹ Tiểu Hy đưa cho cô túi táo muốn cô mang vào cho Giang Thần. Cô gõ cửa rồi đưa cho anh túi táo. Giang Thần cảm ơn Tiểu Hy nói lát nữa sẽ qua thăm bố cô. Tiểu Hy thấy Giang Thần bận rộn rồi xin phép rời đi, anh thấy vậy liền hỏi cô đã từng hối hận không. Cô nói chưa từng rồi rời đi. Giang Thần đi lên Bắc Kinh tu nghiệp 4 năm. Nhưng chỉ 3 năm là anh đã hoàn thành xong rồi. Anh gấp gáp trở về đây muốn gặp Tiểu Hy. Tình cảm Giang Thần dành cho Tiểu Hy chưa bao giờ phai cả. Ngày Lục Dương từ biệt hội độc thân muốn mời 5 người bạn cũ đến. Giang Thần cũng dẫn bạn gái đi mượn của anh đến diễn show muốn trêu tức Tiểu Hy.
Nào ngờ bị Tiểu Hy và Bách Tùng tình tứ làm mắt anh tóe lửa. Tan tiệc, Bách Tùng không gọi được trợ lý đến đón nên anh và Tiểu Hy lên xe của Giang Thần về. Giang Thần trả Bách Tùng về nhà, sau đó đến người yêu hờ của anh. Trên xe bây giờ chỉ còn Giang Thần và Tiểu Hy. Anh bắt cô lên ngồi ghế đầu cùng với anh. Tiểu Hy cảm ơn Giang Thần đã đưa cô về nhà. Giang Thần xuống xe đuổi theo Tiểu Hy bảo cô phải xin lỗi anh. Cô cũng nghe lời anh theo mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra. Giang Thần kéo Tiểu Hy gần lại với mình hơn rồi hôn vào môi cô. Vì nụ hôn của anh mà cô mất ngủ, nhìn đâu cũng thấy hình môi. Sáng hôm sau đi làm lên xe buýt, Tiểu Hy gọi điện cho Giang Thần nói một tràng dài. Cô bảo Giang Thần có bạn gái rồi không được hôn cô nữa, như vậy anh sẽ biến cô thành tiểu tam đó. Người bắt máy lại là bác sĩ Tô khiến cô ngại ngùng. Đến bệnh viện, Tiểu Hy đi tìm bác sĩ Tô thì biết được Giang Thần tìm người đóng giả làm bạn gái chọc tức cô. Lục Dương và Tĩnh Hiểu đi thử váy cưới, bộ nào Tĩnh Hiểu mặc cũng đẹp khiến Lục Dương và Tiểu Hy ngây ngốc ngắm nhìn. Tĩnh Hiểu bảo Tiểu Hy cũng đi thử một bộ váy cho mình. Giang Thần đứng bên ngoài nhìn thấy Tiểu Hy thử váy cưới cùng Ngô Bách Tùng liền tức giận bỏ đi. Tiểu Hy mua cơm mang đến cho bố mẹ nhưng Giang Thần đã mua cho hai người rồi. Tiểu Hy mang suất cơm đó đi gặp Giang Thần. Giang Thần hỏi Tiểu Hy 3 năm trước cô đòi chia tay là vì anh đi tập huấn phải không? Tiểu Hy nói chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Giang Thần nói lúc đó ở sân bay, anh chưa lên máy bay nhìn thấy Tiểu Hy và Bách Tùng ôm nhau khiến anh hiểu nhầm. Có điện thoại khẩn, Giang Thần phái đi gấp. Tiểu Hy trong phòng xoay ghế đập đầu vào bàn khiến cô hoa mắt chóng mặt đi tìm Giang Thần rồi ngã gục bên ngoài. Chỉ với lý do như này cũng đủ làm trái tim Giang Thần đau rồi. Giang Thần nhẹ nhàng xoa thuốc cho Tiểu Hy rồi nói chúng ta làm lành thôi. Anh bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi rồi nhân cơ hội hôn cô một cái. Bố Tiểu Hy được xuất viện, Giang Thần đến dặn dò bác chú ý ăn uống và uống thuốc. Cùng lúc Tiểu Hy và Bách Tùng cũng qua đón bố Tiểu Hy về nhà. Giang Thần không quên dành ánh mắt âu yếm nhìn cô. Ngày hôn lễ của Lục Dương và Tĩnh Hiểu cũng đã đến. Bách Tùng chờ cô cầm bó hoa xinh đẹp đi đến hôn lễ. Lý Vi Cung đến gặp Tiểu Hy, cô nhắc chuyện năm xưa bên bờ sông cắm trại. Cô nói rõ với Tiểu Hy để Tiểu Hy không hiểu nhầm. Tiểu Hy mời Lý Vi vào hôn lễ. Cô dâu chú rể hôm nay rất đẹp và hạnh phúc. Lục Dương sung sướng sánh vai bên Tĩnh Hiểu. Sau bao nhiêu hỉ nộ ái ố thì giờ đây anh cũng đã đưa nàng về dinh. 13 năm minh chứng cho tình yêu của họ. Lục Dương hôn Tĩnh Hiểu trong hạnh phúc đầy viên mãn. Giang Thần đi đón Tiểu Hy tan làm về gặp đồng nghiệp của cô, bốn người cùng nhau đi ăn lẩu. Tiểu Hy đang ăn nhận được điện thoại của Bách Tùng, cô liền đi ra ngoài đợi anh. Giang Thần cũng ra đợi theo. Bách Tùng đến lôi Tiểu Hy đi trước mặt anh. Sáng hôm sau Giang Thần hẹn nhà xuất bản anh quen đưa những bản vẽ của Tiểu Hy cho anh ấy. Giang Thần muốn công việc của Tiểu Hy suôn sẻ hơn. Giang Thần bán xe để cùng nhà xuất bản chịu tiền bản quyền về bộ manga của Tiểu Hy. Tĩnh Hiểu đến thông báo cho Tiểu Hy biết tin vui này. Tiểu Hy nhận được lời mời viết chuyện về học đường khiến cô rất vui. Cô mở tiệc mời bốn người bạn thân thiết của mình đến để chụp ảnh, tái hiện lại khung cảnh năm xưa. Chuyển cảnh Bách Tùng dàn dựng lên cảnh thiếu mất diễn viên đóng chung. Anh mời Tiểu Hy đến đóng quảng cáo cùng với anh. Ở đây Bách Tùng đã cầu hôn Tiểu Hy. Anh nói ra hết tâm sự của mình, thật ra anh đã biết rất rõ đáp án nhưng Bách Tùng vẫn muốn thử. Bao nhiêu năm rồi mà Tiểu Hy vẫn không quên được Giang Thần. Bị Tiểu Hy từ chối, Bách Tùng gọi Lục Dương đi nhậu. Bách Tùng uống say gọi Giang Thần đến đó. Bách Tùng nói Giang Thần hãy trả Tiểu Hy về cho Bách Tùng đi. Giang Thần lạnh lùng nói từ trước đến giờ Tiểu Hy vẫn là của anh. Giang Thần uống hết một chai bia nói ra suy nghĩ của mình. Từ nhỏ anh đã mất bố, mẹ cũng chọn công việc nơi khác dẫn theo em trai anh đi. Giang Thần nghĩ ai cũng sẽ rời bỏ anh thôi. Chỉ có Tiểu Hy là ở cạnh bên anh mãi. Tiểu Hy ồn ào náo nhiệt, Giang Thần nghĩ cô ấy sẽ không hợp với mình nhưng cuối cùng Tiểu Hy lại chính là mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu. Thật ra những thứ Tiểu Hy thích Giang Thần đều thay đổi vì cô ấy. Bách Tùng nhấc điện thoại lên, thì ra anh đã gọi cho Tiểu Hy từ trước đó. Cô ấy đã nghe hết bầu tâm sự của Giang Thần. Bách Tùng và Lục Dương say đến nỗi ngủ ở đường không thể đi về nhà nổi. Tiểu Hy đứng trước mặt Giang Thần, hai người ngồi trên ghế. Tiểu Hy nói Giang Thần không cần phải làm nhiều chuyện vì cô như vậy. Tiểu Hy đứng dậy đi về thì Giang Thần kéo tay cô lại. Anh đã ôm mặt khóc và Tiểu Hy rời đi. Về bệnh viện, Giang Thần làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Trở về phòng thấy Tiểu Hy đang ngủ tại phòng nghỉ ngơi của anh. Giang Thần cười nhẹ nhàng ngồi xuống. Khoảnh khắc ấy hai người ở bên nhau lâu thật lâu. Giang Thần nằm ngủ ôm Tiểu Hy. Cô tỉnh dậy muốn đi vệ sinh. Anh hỏi cô có quay lại không. Cô gật đầu thì anh mới để cô đi. Tiểu Hy tập trung toàn bộ sức lực vào dự án truyện tranh manga để chuộc lại xe cho Giang Thần. Tối đó bốn người chúc mừng Tĩnh Hiểu đậu thạc sĩ nên Tiểu Hy đã uống say quá chén. Giang Thần cõng Tiểu Hy về nhà. Anh nắm chặt tay cô rồi ngồi cạnh bên cô cả đêm hôm đó. Sáng hôm sau Tiểu Hy đi mua đồ ăn sáng về, Giang Thần đòi đi đăng ký kết hôn với Tiểu Hy nhưng cô nói không muốn lấy anh. Giang Thần đi đến bệnh viện quyết định sẽ cầu hôn Tiểu Hy ở đây. Anh cảm ơn cô đã giúp anh tìm thấy người yêu thương mình. Tiểu Hy nói Giang Thần hãy đưa nhẫn cầu hôn đây. Anh lấy thùng các tông to đưa cho cô. Tiểu Hy mở ra thấy bóng bay làm bằng găng tay cao su bay lên. Cầu hôn theo kiểu độc lạ Bình Dương chỉ có Giang Thần mới nghĩ ra được thôi. Anh đeo nhẫn vào tay Tiểu Hy, vậy là từ giờ Tiểu Hy đã đồng ý cưới Giang Thần rồi nhé. Hai người cùng đi bộ về nhà.
Giang Thần đưa Tiểu Hy lên tận nhà cô rồi anh cũng đòi vào nhà cô. Giang Thần nằm lên đùi cô êm ái thư giãn sau một ngày làm việc. Mẹ Tiểu Hy gọi cho cô nhắc cô đi xem mắt. Bà giới thiệu cho Tiểu Hy anh chàng ngon như cổ tích. Giang Thần nghe thấy vậy liền lấy điện thoại nói với mẹ Tiểu Hy giờ anh và con gái bà hẹn hò rồi. Mẹ Tiểu Hy cũng không biết nên vui hay nên mừng vì có cậu con rể vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn nhiều tiền. Đã vậy còn là thanh mai trúc mã với con gái mình từ nhỏ. Đêm đến Tiểu Hy không ngủ được, Giang Thần ngồi bên cạnh cô nói khi nào cô ngủ anh sẽ đi ra. Tiểu Hy nằm xích ra một bên để Giang Thần có thể nằm cùng. Tiểu Hy vòng tay qua ngực Giang Thần hỏi anh có hối hận khi cầu hôn cô không. Anh nói trên đời này anh gặp được cô gái cao hơn cô, xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô nhưng anh chỉ yêu mình Tiểu Hy của anh thôi. Rồi anh trao cô nụ hôn ngọt ngào. Sáng hôm sau khi ánh nắng xuyên vào phòng của hai người, Giang Thần dậy nấu bữa sáng cho Tiểu Hy. Anh đánh thức cô dậy ăn sáng cùng mình, hai người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện rồi ăn cơm, giống như kiểu vợ chồng mới cưới vậy. Bố mẹ Tiểu Hy bất ngờ đến, bố cô mang chai rượu quý đến tiếp đón con rể của ông, khiến cho Giang Thần say đỏ mặt. Cuộc sống mỗi người có một hướng đi riêng nhưng hầu hết cô cậu học trò năm đó đều thành công vang danh rực rỡ. Có người hài lòng với cuộc sống của mình, cũng có người chưa, nhưng ai cũng mong rằng người bạn năm ấy của mình được hạnh phúc. Và bộ phim hôm nay đến đây cũng kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay đừng ngại để lại cho mình một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video hay nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.